chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Câu tre qua mấy con đê thăm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. À ơi con nước lớn chảy đồng ăn cua. Đàn cò bay về nơi thương nhớ, nhớ bên sông xưa in hình bóng của miền quê. Gió ngập ngừng chiều dần buông vẫn còn chờ ai như tóc em bay theo lòng thủy chung câu hẹn ngày xưa. Từ lúc chào đời chẳng quen đất nẻ sớm trưa chiều hè, ôi đẹp làm sao đêm sáng chẳng cao gõ nhịp dài ơi. Con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã bấm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con.
Từ là bước con ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con, có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Cũng vui lòng. Phải cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền, lớp học Xì Trâm. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho đội của lớp học Xì Trâm đã tìm kiếm thêm cho mình một học sinh nữa rất ngoan và rất đáng yêu.
không vì trung. Nhớ hoài kỷ niệm những ngày còn thơ, mẹ giờ đây đã yêu rồi, thương sao dáng đi cuối chiều, mẹ một đời gánh gông vì con. Xanh như áo cha để mẹ lại dù
Cảm ơn Nhóm Múa, cảm ơn Nhóm Múa luôn, Nhóm Múa xuất sắc quá Nhóm Múa ơi. Cảm ơn ạ, cảm ơn rất nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời. Đúng rồi, đại diện của Phương Việt đó, show nào cũng có cổ cho cổ múa không bao giờ lấy tiền cát xê nha mọi người. Tại vì thực sự là không có các vũ công thì cũng khó để có những tiết mục hay như thế này. Không chỉ là vũ đoàn Phương Việt mà những vũ đoàn khác, vũ đoàn Đam Mê, vũ đoàn MQ của thầy Mạnh Quyền hay là vũ đoàn Mania Team cũng rất là tuyệt vời. Thực sự là phải cảm ơn các vũ công rất nhiều vì các bạn đã lao động hết mình tại thử tài siêu nhí. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình quay trở lại, không nói về dàn dựng nữa, bây giờ mình nói về vấn đề giọng hát. Chú Nghĩa có cảm giác cái tiết mục này là cái tiết mục thi đêm chung kết. Dạ đúng rồi, đúng rồi đó. Nó hoành tráng, nó rần rần mà nó hay quá đi. Cho nên là không biết bây giờ thầy con đã dồn bao nhiêu tâm tư cho con trong tiết mục đêm bán kết này rồi. Cô, nếu con như mà được vào chung kết. Cô của con. Nếu mà bây giờ nếu mà thầy cô con. Thầy cô. Mà cô nhỏ xíu à. Thầy không đó nó bị lướt chữ. Nó dồn hết tâm huyết vậy rồi thì đến đêm chung kết thì thầy cô con. Còn kêu gì nữa mà xài cho con đây không biết luôn, nhưng mà phải nói là hôm nay là quá tuyệt vời, chúc mừng con. Em đã phát hiện ra một điều, kể từ khi thầy Quốc Đại đi lưu diễn ở nước ngoài thì bắt đầu những cái phần biểu diễn của thí sinh có nhiều vũ công và dàn dựng công phu hơn, là do thầy Đại đi làm kiếm tiền gửi về đây cho các bé nó có thêm cái sự đầu tư đa dạng. Muốn ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn cho thầy Quốc Đại, sự hy sinh rất là cao cả, đi cày kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ nó đi thi. Dạ, xin mời cô Đoan Trang ạ. Với cái phần biểu diễn ngày hôm nay, con vẫn làm tròn được cái nhiệm vụ của thầy giao cho con, của thầy cô giao cho con. Đó là những cái ưu điểm của con vẫn còn đó. Cái giọng ngân của con rất đẹp. Cái âm thanh ở phía trên của con rất là sáng và nó như cái tiếng chuông ngân vậy đó. Và cái âm trầm và âm trung rất là mượt. Cái đó chỉ cần gìn giữ được những cái điều đó đã là tốt rồi. Và cô thấy là con xứng đáng là giống như một hoàng tử dân ca của thử tài suy nhí mùa 4 này. Chúc mừng wow. con. Wow, cảm ơn cô. Cô Ốc thấy bé nó bữa nay diễn sao à? Chứ em thấy cô cũng căng thẳng lắm. Ngày hôm nay cô cảm giác giống như cô đang nghe đĩa vậy đó. Tại vì á, tiết mục của con dài mà con hát quá hay. Ngoài từ hay ra cô không biết phải dùng cái từ gì để mà diễn tả nữa. Có những lúc mà cô mặt cô cứ vừa cười vừa nhăn một cái mặt mà nó không biết tả làm sao, mà quay qua nhìn thấy cái mặt thầy Đại Nghĩa cũng y chang, xong hai đứa cùng thốt lên hay quá. Tới em phát biểu được chưa ạ? Mời cô. Thầy Đại mà ngồi ở đây, cô bảo đảm với con một điều là thầy Đại vô cùng là tự hào về con, bởi vì đào tạo ra được một cái nhân tài, đào tạo ra được một người học trò giống y thầy Đại về cái giọng hát. Anh Đại hát hay lắm mọi người ơi, anh Đại hát mà mình phải nhắm mắt lại nghe thôi. Nhưng con hơn thầy con ở một chỗ là con đẹp hơn thầy con rất nhiều. Bởi vì nó nói anh Đại giờ sai người ngồi đây rồi. Chuyện này về anh Đại bánh sạc. Thái Hà qua đây con, Thái Hà qua đây, chú Duy nói. Chú Duy cũng muốn nói con một điều nữa là ở đây tất cả mọi người ai cũng yêu thương con hết nha. Cả thầy Nam Cường bên kia nãy cũng ra lo lắng cho con cái micro rồi tất cả mọi thứ. Thì con phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nếu mình được vào vòng chung kết con nha. Cảm ơn Thái Hà, chúc mừng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại bên con như chim tìm về tổ. Trời đông áo sờn chị rách con mang, ai cho miếng cơm đói lòng để một mai ấm no mộng lành. Con nhớ tên ba trong đời của con, giờ mẹ đã bỏ con rồi ba ơi. Tìm ba tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào, mỗi đêm con hằng nhớ. Con, tuy ba không còn ở bên con, nhưng lúc nào ba cũng dõi theo con, cố gắng lạc quan mà sống, tự tin mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con. Về lại bên con như chim tìm về tổ. Trời đông áo sờn chị rách con mang, ai cho miếng cơm đói lòng để một mai ấm no mộng lành. Con nhớ đời của con, giờ mẹ đã bỏ con rồi ba ơi. Tìm ba tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào, mỗi đêm con hằng nhớ. Cảm ơn diễn viên Trường Khánh và bé Tấn Tài đã trợ diễn cho phần thi này của Thái Hà. Chú Duy nghĩ rằng là cái bài hát này của con nó có rất là nhiều những cái điều làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên là cô Ốc là người hiểu rõ hơn hết về cái ca khúc này, về cái điều này. Cô rất là cảm ơn con. Khi con hát bài này, trong lòng con cảm thấy sao? Dạ, con cảm thấy bài hát này rất là giống với hoàn cảnh của con. Tại sao giống với hoàn cảnh của con? Con nói cô nghe, con nói cho mọi người nghe. Con nói được không? Con không muốn nói không? Không nói cũng được, không sao. Con có bị buồn không? Không sao đúng không? Mời cô Ốc và bé. Bé hát rất là bình thản. Bé không có nức nở, nhưng mà làm cho mình rất là ngại. Hồi nãy lúc mà bé hát á, thì Vân nói thôi đừng khóc, không khóc, không khóc. Tại vì mình đã khóc vì chuyện này rất là nhiều. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng không ngưng được. Gặp chú Duy nữa, mình dắt bé đi xuống chỗ của ông. Và lúc đó là chịu không nổi, nước mắt chảy quá trời. Nói chung là tới bây giờ sắp 2 năm, nhưng mà cô vẫn rất là nhiều đêm cô nhớ bố cô. Bố cô không có còn nữa, bố cô mất rồi. Cô nghĩ là đối với bất kỳ một ai, dù mình bao nhiêu tuổi, nhưng mà nếu không còn cha, không còn mẹ, điều đó không chịu được, không chịu nổi. Với Vân là như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa qua được chuyện đó. Nếu mà các bạn, những ai mà còn cha, còn mẹ, phải trân trọng từng giây, từng phút ở bên cạnh cha mẹ của mình, làm mọi điều cho
đấng sinh thành của mình. Tại vì một ngày nào đó mà không còn nữa thì mình sẽ thấy là giờ có bao nhiêu, có mâm cỗ đủ đầy như thế nào cũng không thể nào bù đắp nổi. Thôi xin lỗi mọi người, tại vì con không có muốn làm cho không khí trùng xuống hay là bắt mọi người phải nhìn thấy những giọt nước mắt này của mình quá nhiều. Và cảm ơn con rất là nhiều. Với cái ca khúc này thì em mong là tất cả các bạn đồng trang lứa với bé sẽ có thể hiểu được những cái thông điệp và những cái giọt nước mắt mà chị dành cho người bố kính yêu của mình, dành cho gia đình, để từ đó các bé có thể có được những cái kỷ niệm tốt đẹp đối với gia đình của cảm mình. Cảm ơn em Đào Duy. Cảm ơn con và chúc mừng con nha. Cô rất là thích giọng hát của con. Giọng hát của con nó nhiều tâm sự lắm. Nó làm cho người ta đồng cảm và thương con ngay lập tức luôn. Cảm ơn cô. Chúc mừng con. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Về hàng ghế của mình ạ. Xin mời các thầy cô của lớp học Nhi Sắc Nhí có thể lên đây cùng với bé có được không ạ? Thầy Đại có thể chia sẻ tí xíu. Ở Thái Hà là một bé có thể nói là chững chạc trước cái tuổi. Đúng ra là Quốc Đại sẽ không chọn bài này thi đâu. Tại vì trước đó thì con tự động con buồn. Nhưng mà khi mà tới cái giọng này thì con nói: thầy ơi, cho con hát bài này, con tặng cho ba của con. Bởi vì từ nhỏ cho tới lớn, cả thế giới của Hà chỉ có ba Hà thôi. Hà không có được cái tình thương của mẹ. Nên cho tới bây giờ thì có lẽ là Hà không biết mẹ luôn. Thành ra cái cả cái thế giới đó được gói gọn trong bài hát hôm nay Hà đã gửi tặng cho ba. Ba con sẽ rất tự hào về con nha Hà. Xin mời thầy Đại Nghĩa. Chắc chú Nghĩa phải phong tặng cho con danh hiệu hoàng tử u sầu quá. Hoặc là con hát bài buồn con buồn, hoặc là con hát những người xung quanh buồn đến rơi nước mắt. Nói đùa vậy thôi chứ thực ra đó là một cái cảm xúc rất là đẹp khi mình dành những cái tình cảm cho những người thân yêu của mình ha. Chú Nghĩa cũng không còn ba, chú Nghĩa cũng mất ba cách đây cũng khoảng 10 năm rồi. Cho nên khi nghe cái bài hát của con, chú Nghĩa rất xúc động. Giọng hát của con, cái giọng nó đẹp vô cùng. Cái âm sắc giọng hát của con nó hay, nó đẹp. Cái ngân, cái rung nó cũng đẹp. Nó làm cho ai nghe cũng sẽ cảm thấy xao xuyến. Mà khi hát một cái bài đầy tự sự về người cha nữa thì nó lại càng khiến cho người xung quanh rung động. Đến cô Ốc hay cô Trang ai cũng xúc động. Và chú Nghĩa cũng như thế. Một lần nữa chúc mừng cho Thái Hà và cảm ơn lớp học Nhi Sắc Nhí. Con xin kính chào quý thầy cô. Con xin được tự giới thiệu, con tên Nguyễn Hạnh Gia Nghi. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ Cần Thơ. Hôm nay con xin trình bày ca khúc Quê Tôi. Con mời mọi người cùng thưởng. Con học được 1 năm rưỡi. Hôm nay mà hát vậy á, rồi con thấy không được bấm mà con sao? Cũng hay buồn mà cũng không có buồn lắm. Thầy cố tình vậy để thầy hỏi cái cảm giác của con thôi, chứ thầy rất muốn bấm con. Yeah. Cảm ơn thầy. Ở con á thì cái giọng trong trẻo, nó dễ thương mà nó sáng trưng à. Nhưng mà có những cái chỗ ví dụ như chữ lũy tre đó, nhiều khi cái mới vô cái mình lũy mà cái lũy tre nó cao quá sao á, cái nó lên tuốt ở trển. Nhưng mà những cái đó thì thầy giúp cho con được. Con hát dễ thương lắm con ơi. Thầy Nam Cường hình như cũng có những cái sự phân vân đúng không ạ? Đúng rồi, đúng là giọng hát của con vô cùng trong trẻo, vô cùng dễ thương, đúng với cái lứa tuổi của con. Chú thích bài này lắm bởi vì nữ hình ảnh nó rất là đẹp. Và ở trên màn hình LED ngày hôm nay hiện lên những cái điều đó gặp con hát nữa. Chú phân vân bởi vì là ở trong phần hát của con cũng có một vài chỗ có vấn đề. Và ngay cả cái cách con chia hơi ra để hát còn có nhiều thứ nó có trục trặc. Con có muốn mình có hai sự lựa chọn hay không? Dạ, con nghĩ chắc con rất là vui. Rất là vui. Sao tự nhiên không? Tôi năn nỉ chi là lỡ dễ bển sao ta? Cái sự trong trẻo, sự dễ thương của con á, nó khiến cho mọi người cảm thấy rất là bình yên. Nhưng mà bây giờ bắt đầu là sóng gió. Cái phân vân ở đây là gì? Khi mà nhận tụi con về thì trách nhiệm của các thầy rất là cao. Phải làm cái gì cho tụi con? Nên thầy ngồi suy nghĩ với con, thầy sẽ mất bao lâu để sửa. Với con, thầy sẽ làm cái gì, chọn bài như thế nào và dàn dựng cho con trên sân khấu để làm sao con cho con tỏa sáng. Nên khi thầy đã quyết định bấm cái nút này thì thầy đã có con đường riêng cho con rồi. Cảm ơn thầy. Sao bên bển lúc nào cũng trễ ha? Suy nghĩ cũng lâu hơn ta. Anh nói quá mà. Lớp Xì Trâm và lớp Nhi Sắc Nhí,
Mời con quyết định quê hương bây giờ sẽ là Bảo Tố. Nhi ơi, sao anh lại thấy bé nhìn mình cường hoài à? Buồn. Con rất cảm ơn hai đội đã chọn con. Nhưng con rất tiếc nên vì chỉ chọn được một đội thôi. Con xin chọn đội... của... về đội của Chú Quốc Đại. Yeah. Cảm ơn con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá. Đẹp quá. Vũ xin đoàn chúc ơi. Mừng cho bé Gia Nghi và xin cảm ơn các phụ công của Vũ đoàn Phương Việt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ mời cô. Em nhìn cũng coi trưởng, em nói thiệt, ngay góc này em nhìn xuống em thấy được cái bộ nữ trang không? Em không thấy cái mặt của cổ. Con thấy cái bộ nữ trang của cô đẹp không? Dạ rất là lấp lánh. Đó thấy không? Con nít không có nói dối đâu nha cô. Lấp lánh lắm luôn. Bé cảm nói, ơn con. Trang ơi Trang, bé nó lấp lánh thôi nha chứ không khen đẹp nha. Lấp lánh là đủ rồi. Tại vì tiêu chí của cô ngày hôm nay tới đây cũng là để tỏa sáng kẻ mấy đứa con. Cho nên như thế là tỏa sáng rồi phải không mấy đứa? Cái bài của con vừa rồi phải nói là quá đẹp. Cô muốn tất cả mọi người hoan nghênh con một lần nữa, bé Nghi. Cảm ơn cô. Và tiết mục Sen cũng cho thấy là con rất là đa dạng trong cái phong cách âm nhạc của cá nhân con. Và thầy Quốc Đại cũng như hôm nay có sự hỗ trợ của cô Vân Trang làm cho con càng đẹp hơn trong mắt của khán giả với cái tiết mục này. Về sự dàn dựng là tiết mục là có vũ đoàn Phương Việt là trang phục, rồi cái nền backdrop toàn là sen, rồi trên sân khấu tất cả mọi thứ hiện lên cái màu hồng rất là đẹp, tôn lên cái vẻ đẹp của con ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cái nội lực ở trong con nó cộng hưởng thêm với cái vẻ đẹp bên ngoài. Con hát mấy cái nốt cao rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thêm một cái nữa cô khen con cái bản lĩnh của con. Nhất là cái đoạn mà khi con xuống dưới rồi, rồi con tự bước lên trên cái bục kia, ba cái bậc tam cấp đó rất là cao, mà con còn có cái váy dài. Con bình tĩnh con đi lên và con hát cái đoạn phiêu ba cái nốt rất là cao ở giữa bài, thì làm cho cô thấy là con có một cái phong thái của một người nghệ sĩ thật sự. Cô chúc mừng con ngày hôm nay. Con cảm ơn cô. Những mỹ từ đã dành cho con nãy giờ rồi và mọi người đều cảm giác được rằng là đây là một tiết mục quá đẹp. Cô có một chút lo lắng cho con ở cái phần đầu tiên, tại vì thực sự là cô không có nghe được cái phần đó, cái âm sắc nó có thể nó không quá phù hợp với giọng của con. Nhưng mà ở đoạn sau thì con đã lấy lại hết tất cả những gì mà người ta đang mong muốn thấy ở bé Gia Nghi. Và cô thực sự thấy cái thần thái của con. Cô nghĩ rằng một bạn ở độ tuổi của con để mà làm chủ sân khấu để biểu diễn được bài hát này thực sự rất khó. Tại vì phải có cái bên trong, đó là sự tinh tế mới có thể hát và có cái thần thái thể hiện ra bên ngoài như vậy. Cô nhớ ở cái đoạn mà lúc mà nhạc chuyển, để mà chuyển sang cái khúc mà nó cao mạnh hơn, nó mạnh hơn á. Đúng rồi, để cao mạnh trào. Hơn á. Lúc mà các cô vũ công tháo chiếc áo màu lá sen của con ra, và con có cái ánh mắt sắc hơn, nhưng mà nó không phải là cái sắc lẹm theo kiểu quá dữ dội, mà nó là cái điều cần phải có ở một cái đoạn chuyển như vậy. Nếu mình thiếu điều đó thì có thể là khán giả người ta sẽ không có tập trung vào mình nhiều, bởi vì trên sân khấu là tất cả các cô vũ công đều quá đẹp. Và điều đáng khen nữa là ở bé Gia Nghi vẫn có cái sự hồn nhiên của một em bé, và làm cho thầy cô ở đây cảm thấy rất là vui khi được nhìn thấy tài năng của các con tỏa sáng một cách thật là đẹp đẽ, một cách thật là lung linh, nhưng cũng thật là hồn nhiên như vậy. Chúc mừng Gia Nghi. Một lần nữa cảm ơn Gia Nghi với tiết mục Sen. Đại diện Gia Sa chú thành lập, con sẽ cố gắng hết sức. Mọi người nhớ ủng hộ con nha. Ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Các em thấy chị ba có đẹp không? Ai mà nói xấu chị ba cạp cưng, chị ba cắn cưng, chị ba cạp cưng, chị ba cắn cưng. Trời đất ơi, có ai mắng mọc lèo lẹt như chị ba không? Các em có biết chị ba là ai không? Chị ba là nữ thần nhảy múa. Chị ba cũng vậy. Và ước mơ của chị ba là làm những điều vĩ đại.
Anh Nghĩa đã làm MC. Dạ, chào chị ba. Trời ơi. Chị ba bữa nay sao tự nhiên tao nói thu gom là còn có chút ép vậy nè hả? Chị ba. Chị ba nghe. Chị ba có biết là ai nghệ sĩ nào đóng cái vai này không? Chị biết. Ai? Nghệ sĩ Thành Lộc. Ừ. Rồi còn chị ba có biết là lúc đó em đang đứng đâu không? Này nè em nè, đó. Trong cái tuồng này nè, em làm vai gì không? Chị Ba Hùng có biết. Hỏi nữa đi. Hỏi nữa đi. Chắc là bởi vì chị ba chỉ coi đúng cái đoạn này thôi. Thành ra chị ba không coi tới cái đoạn mà em đóng. Em đóng vai màn ăn cướp trong đó đó. Nhớ không? Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Tôi xỉu với chị ba này chứ. Trời ơi. Ủa, ba lanh quá hả? Quá đi à. Ừ. Đây là một vai diễn của nghệ sĩ Thành Lộc. Và ngày hôm nay bé đã tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Thành Lộc trong cái vai nữ thần nhảy múa. Một tràng vỗ tay cho bé An Khang. Duyên dáng quá à. Không biết giám khảo Quang Lê nghĩ gì với tiết mục này? Wow, rất là bất ngờ à. Chú chưa bàn về phần diễn của con, nhưng mà chú rất là thích. Mà bây giờ trước tiên là chú hỏi con bao nhiêu tuổi đã? Dạ, con 5 tuổi. Trời, mới có 5 tuổi rồi bỏ tay luôn. Nói còn ngọng nghịu á. Mới có 5 tuổi thôi đó. Wow. Nói chung là khi mà chú nghe con hát giọng thường, rồi có một lúc mà con hát mà con lên cái giọng gió đó, chú mà còn làm không được mà con làm được. Con 5 tuổi như vậy là con quá giỏi, ngoài tưởng tượng của chú luôn á. Cái lúc mà con nói chuyện mà con trả đeo với Đại Nghĩa đó, chú thích còn ghê nữa. Bởi vì chú Đại Nghĩa bị con chặt chém, cho nên chú Lê sướng ghê lắm. Về bé Khang thì lần trước con nói nó nhanh, nhưng mà lần này thì con lại tiết chế được, con nói chậm lại thì mọi người đã hiểu được con nói và nghe rất là rõ cái lời của con nói. Và con cứ tiết chế như thế, nó nhẹ nhàng lại, chậm rãi lại, và biết cái chỗ nào mình có thể là điểm nhấn để gây cười cho khán giả thì lúc đó là con phải nhấn cho nó đúng cái thời điểm thì con sẽ lấy được tiếng cười. Còn về cái độ lanh lợi của con thì chú đã nhìn thấy từ những tập trước rồi. À, chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Rồi chúc mừng chị ba nha. Chị ba có muốn hôn mọi người nữa không? Hôn đi. Chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Dạ em cũng xin được hôn chị ba. Cảm ơn chị ba. Chúc mừng chị ba. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với một thí sinh, một cô bé dễ thương của lớp, tài năng nhí, tài năng đặc biệt của Gia Bảo. Cô bé này rất là dễ thương với đôi mắt một mí, giọng hát hay mà còn biết đánh đàn nữa quý vị. Đó là cô bé Quách Minh Minh. Dạ, trước khi thi của con hơi run và con hơi hy vọng là con sẽ làm tốt ạ. Khi xưa ba bé huynh đàn, ngày ta
Nào xuống đây, trời ơi cô bé dễ thương của chúng ta, Quách Minh Minh. Không cần nhạc đệm luôn, tự đệm tự hát luôn. Bây giờ thì mình nghe ý kiến của các vị giám khảo. Mời giám khảo Quang Lê trước ạ. Chú rất là thích con đàn. Con học có một tháng mà con đàn như vậy là con giỏi hơn chú đó. Chú học một năm rồi chú vẫn không biết đàn. Chú chỉ biết hát thôi. Thì vừa nghe con đàn, vừa nghe con dễ thương quá. Bây giờ chú phải biết làm sao. Chú chỉ nói câu là chú thích thôi chứ giờ không nói gì nữa. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chú Quang Lê. Còn chú Thanh Bạch thì sao ạ? Con đã rất là tự tin, rất là nhuyễn, nhịp nhàng, tất cả chuẩn. Và khi con hát con đẹp gấp 3 lần như con đang đứng không như thế này nè. Chứ là con có tố chất nghệ thuật đó. Chú chúc mừng con. Dạ chú. Cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng con. Quý vị, đó là bé Quỳnh Như. Cảm ơn nhóm bè Cadillac và hai chú nhạc công đã hỗ trợ cho bé với tiết mục này. Ôi ôi, con gái khóc rồi kìa. Ôi, cô Trang ơi, bé khóc rồi. Ok, con làm tốt rồi nhá. Sao khóc, sao khóc nào? Nín. Okay. Đây là những cái giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt yêu thương dành cho cha mẹ của mình khi con thể hiện cái bài hát này, đúng không? Sao con khóc vậy? Tại vì con rất là thương ba mẹ của mình. Này ba mẹ con ở đâu? Mẹ ngồi dưới kìa. Ồ, mẹ con đang cười rất là tươi bởi vì con trình diễn rất là hay. Mẹ con cũng hạnh phúc lắm nha. Thực ra hôm nay Quỳnh Như đã rất là giỏi khi mà đứng ở trên sân khấu một mình như thế này. Rất là khó. Quỳnh Như của chúng ta tuy rất là bé nhưng đã đặt rất là nhiều tình cảm vào ca khúc này. Thì quý vị còn ngại ngùng gì mà không cho bé một tràng pháo tay vậy? Một tràng nín nhá. Được rồi con ha, mọi người đều yêu thương mình hết. Không khóc nữa nè, cảm ơn cô giáo Yến Trang. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Cái phần sau á, con hát tốt hơn cái phần trước. Và bởi vì cái phần trước chú nghĩ là con mới vừa ra, con chưa ổn định được tâm lý, cho nên cái cột hơi của con đó, nó chưa có chắc lắm à. Thì cái phần xuống thấp á, nó hơi bị chênh phô à. Còn về cái mặt của con khi con biểu cảm thì rất là dễ thương à. Về cái phần sau á, ví dụ như là hi, rồi con nghĩ chút vọng à, tự nhiên cái nó mất cái nghĩa đó. Nếu mà mình nghe mình đang cảm giác là hai cái chữ hy vọng đó, nếu mà con đi liền nhau luôn, tức là con kéo con ngân cái phần kia và con kéo luôn hai chữ hy vọng thì nó sẽ hay hơn. Ý chú Hồ Đông muốn nói là hát lơi cũng được, hát lơi nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi, nếu không thì ý nghĩa cái bài nó đi chơi nơi khác. Dạ. Mời giám khảo Quang Lê. Bây giờ chú hỏi là con bao nhiêu tuổi trước? Dạ con 9 tuổi. Đây là lần đầu tiên chú nghe con hát. Thì chú nghe rất là kỹ. Trong bài hát con hát hay, nhưng mà chú nghe thì có một sự tính toán rất là kỹ. Lúc thì con phá giọng bự, lúc con bỏ giọng nhỏ. Chú vẫn mong là chú muốn nghe một cái gì đó nó mộc mạc hơn.
thì chú sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Chào một tràng vỗ tay dành cho bé Quỳnh Như dễ thương của chúng ta. Chúc mừng con. Đức vua Rim đã băng hà, toàn dân xứ sở Aodia để tang 3 ngày để tỏ lòng biết ơn với vị vua anh minh của xứ sở. Loa 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 loa. Ta đã trở về đây với kinh thành xa xưa cổ kinh, lòng dân ngâm ngùi khi vắng bóng cô. Quân vương ơi, có phải nơi này thiếp và ta gặp gỡ yêu? Có phải nơi này chàng xua đuổi thiếp thương đau, lập ly tan tình chồng vợ? Bây giờ chỉ có cái chết mới thật lòng tha thứ, cái chết mới là nơi chấm dứt mọi niềm đau. Trời ơi, con hãy thử tha cho mẹ, con hãy thử tha cho mẹ nghe ra la. Ra la ơi, bây giờ thì mẹ có thể nói thật chứ con? Con chính là con trai của đức vua Bơ Riêng, người đã cai trị xứ sở Aodia này, người mà con đã gặp cách đây mấy ngày. Con đã ca cho người nghe bài ca bông quế trăng. Mẹ, mẹ nói thiệt hả mẹ? Mẹ nói thật. Mẹ, mẹ ơi, sao ngày đó mẹ không cho con theo cha khi cha đã cạn lời nắng này? Để đến bây giờ thương tình phụ tử mẹ mới cho con gọi hai tiếng cha ơi, thì cha đã qua đời. Con chưa thuộc hết giọng nói của cha và chưa kịp nhớ tiếng cha cười, chỉ thoáng thoáng lần đầu gặp gỡ ngày mẹ phụ phàng xua đuổi cha đi. Bóng cha chìm dần trong rừng khuya, bước từng bước nhạt nhòa theo anh đốt. Con đứng trông theo mà buồn rơi nước mắt, muốn gọi cha ơi mà thốt chẳng nên lời. Chưa cạn nước mắt không cha thêm một lần không mẹ, không biết rồi đây cuộc đời con trẻ sẽ về đâu. À, mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Sao tay mẹ lạnh, mắt bớt dần thần sắc, môi tím bầm, mặt nhợt nhạt xanh xao? Mẹ, mẹ đừng làm con sợ nha mẹ. Mẹ đừng để con ở lại phút cuối phần trẻ, cha đã bỏ đi con còn có mẹ. Mẹ đừng để con sống kiếp lạc loài. Sa La ơi, mẹ vẫn còn gượng sống với con đây. Mẹ có lỗi, con hãy thương tha cho mẹ. Mẹ hãy dìu con vào trong hành lễ, để lần cuối cùng con thấy mặt phụ vương. Đi đi mẹ. À!
Seda. Seda. Sim. Chàng đã lừa dối thím. Seda. Phụ vương của con. Ra là con. Chàng đã lừa dối thím. Phải. Ta nghĩ rằng chỉ khi ta bày ra cái chết, nàng mới quên lời thề trở lại kinh thành Aodia để vợ chồng mình gặp gỡ. Và sự thật là Seda đã về đây. Phải. Thiếp đã về đây với một lời nguyện. Hai ta gặp nhau phải có một người nhìn biết. Seda. Muộn rồi chàng ơi, hãy dành nước mắt khóc người đi vĩnh viễn không ngờ về. Trời, lá đầu mẹ. Seda. Seda. Từ nay đừng hoài giống bóng má khôn đồ. Bài ca năm xưa. Bài ca năm xưa. Nàng hát cho ta nghe bài ca bông huệ trắng. Sa La. Dạ. Con hãy thay mẹ hát cho phụ vương con nghe lần cuối đi con. Dạ. Mẹ, con hát cho phụ vương nghe đây. Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Hát đi con. Seda. Làng hương thơm ngát, rừng tăng gió. Sao xuyên bao nỗi niềm riêng kìa bông hoa, hay là trái tim nỗi nên lời. Sương gió mưa nắng tươi vàng, màu hoa vẫn tươi. Năm tháng đâu thế nào phải buồn vui có nhớ mẹ. Đây là mẹ đừng bỏ con mẹ ơi. Đây là mẹ. Xin cảm ơn chị Mỹ Hằng và xin cảm ơn Minh Trường đã hỗ trợ cho Huỳnh Triệu Phú trong tiết mục này. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Thật sự là xin cảm ơn Mỹ Hằng và Minh Trường rất là nhiều, đã đẩy cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Nó vừa đủ, nó vừa tròn, nó không dư, nó không thiếu cái gì cả. Để cho đến bây giờ vẫn còn, con vẫn còn là cái nhân vật đó chứ con không phải là Triệu Phú nữa, đúng không con? Dạ, yeah. Quý vị ơi, cải lương đâu có mai một. Cải lương của chúng tôi là như vậy đó. Khi ánh đèn mà sáng sân khấu lên rồi thì chúng tôi nỗ lực hết, cháy hết bằng trái tim, bằng lửa, để cống hiến cho đời, cho xã hội một cái gì đẹp nhất, một cái bộ môn nghệ thuật thiêng liêng nhất của đất nước Việt Nam này. Một lần nữa xin cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Xin quý cảm ơn tiết mục này. Cảm ơn Hữu Quốc rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Những cái gì khen thì cô Hằng đã nói rồi. Chú chỉ khen một cái điều như thế này nè. Cái đoạn mà nàng Seda gặp lại vị vua Rim đó, thì thật sự ra thì chú chỉ sợ con bị chết bộ ở trên sân khấu. Nhưng mà cái ông Năm này nè, nói là cái ông Năm mà giữ nè. Tức là khi bên này vừa đẩy cảm xúc
đủ một cái là chú thấy con quỳ xuống ở chỗ cái đám lá này là chú nói rồi, ông này ông dữ dằn rồi. Chứ nếu con làm sớm hơn một chút hoặc trễ hơn một chút, nó con sẽ mất cảm xúc liền. Và cái lúc đó đó, tính tức là vừa vặn cái thời gian để cho con cầm cái lá đó, con lên con coi, để con chạy tới con kêu lá độc đó. Đó là một cái sự tính toán khôn khéo của ông Năm. Và cô Mỹ Hằng, con thấy hát hay không? Quá hay đúng không? Diễn hay không? Quá hay. Và con vẫn không bị lu mờ ở trong cái lúc hát cũng như cái lúc diễn của cô Hằng. Bữa nay con diễn xuất tuyệt vời, hát tuyệt vời. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn chú. Con biết vì sao không? Bởi vì ngay cả khi mà bé hát cái bài Bông Huệ Trắng á, thì mình thấy rõ ràng rằng bé đã bị cảm xúc nó đẩy lên, nó nghẹn ngào, hát có thể không trong, không rõ như bình thường bé hát. Nhưng mà đó là cái cảm xúc, cái tâm lý của nhân vật, và chúng ta hoàn toàn thông cảm được cái điều đó, và chúng ta chấp nhận cái điều đó. Bởi vì nhân vật khi đó là không thể nào mà tỉnh táo để có thể hát cho hay, cho tròn trịa được. Phải. Và đó nhận là một cái điều rất là hợp lý với cái phần trình diễn này. Mà cái cảm xúc của con khi mà con hát, khi con vô câu giọng cổ rất là tròn vành rõ chữ. Mà khi cái bài nhạc Bông Huệ Trắng mà con ca, con bị nghẹn, bị ngất. Cần có những cái thứ đó. Có những lúc mà không nói lên lời được. Có những lúc đó phải diễn như vậy đó. Dạ. Hay là... Xin cảm ơn các vị giám khảo. Cô ơi! Cô ơi cô! Con về rồi nè! Bé Thanh của cô thi đậu rồi nè! Cô ơi! Ủa? Sao không thấy cô? Mà cũng không thấy con đò đâu luôn. Dạ, con chào chú. Chú ơi, cho con hỏi cái chú. Sao con? Chú có thấy cô giáo của con đâu không chú? Trời, cái thằng muốn tìm cô giáo thì vào trường, vào lớp mà tìm. Chứ sao con lại quanh quẩn cái bến sông này? Dạ, tại cô của con á, là chèo đò ở bến sông này nè chú. Tối đến là cô dạy cho con với lại mấy bạn trong xóm học đó chú. Có phải con muốn nói đến cô Lan đúng không? Dạ đúng rồi, chú biết cô hả chú? Chú chỉ cho con là cô ở đâu đi, để con tới, con nói với cô là con thi đậu đó chú. Cô ở đâu vậy chú? Con là học trò cũ của cô Lan. Dạ. Vậy con chưa biết chuyện gì sao? Dạ, tại con có theo ba mẹ lên thành phố một thời gian nên con đâu có biết gì đâu chú. Mà có chuyện gì vậy chú? Có chuyện gì vậy chú? Nước lũ trắng xóa cả một miền quê. Năm đó, vì cứu các học trò bơi qua sông, mà cô giáo của con bị nước lũ cuốn trôi rồi. Oh,
chiều chiều dịu mát tan trâu chậm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Cảm ơn con, Ngọc Thanh. Làm như là con đã có giàu cảm xúc sẵn trong người con rồi đó. Cho nên là khi mà con cất tiếng ca lên á, thì có những cái đoạn khúc nó không có rõ lời gì mấy, vì quá cảm xúc, phải không con? Dạ. Thì thôi con chúc mừng con cái tiết mục là rất là hoàn hảo, là tròn trịa. Từ đâu con có cảm xúc dạt dào như vậy? Ở dưới hậu trường thì con đã nuôi cảm xúc trong người mình rồi. Nên khi lên thì con sẽ lấy cảm xúc rất là nhanh. Cái từ nuôi cảm xúc đó rất là chuyên nghiệp đó con. Tuổi con nhỏ mà con biết được cái điều đó thì rất là tuyệt vời. Chứ nếu như con chạy cà tung cà tăng, con giỡn với các bạn thì con lên đây con sẽ không có thể nào đầy cảm xúc như vậy được. Chú chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Cho ta là
phơi gầy run run tựa vào hàng cây. Chân cùng cánh cho đi giữa rừng hoang vu, lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc thọ trắng xôi, cả cuộc đời và cả cuộc đời nỗi chờ chờ. Ôi tóc bạc thổ trắng xôi, cả cuộc đời và cả cuộc đời nỗi chờ chờ. Nhật Minh và Ngọc Nhi phải nói là rất là mạnh mẽ luôn trong cái liên khúc này. Cảm ơn tụi con. Ban giám khảo thân mến, quý vị khán giả thân mến, nhìn trên sân khấu thì nhìn hai con có vẻ như là Ngọc Nhi cao hơn và trông có vẻ lớn hơn đúng không ạ? Nhưng không, Nhật Minh 13, Ngọc Nhi 12 tuổi. Ồ. Nhỏ hơn nhưng mà lại là lớn tuổi hơn. Hai bạn này đều là cái giọng ca rất là khỏe. Cô rất là thích hai đứa con hát song ca như vừa rồi là rất thành công, rất hòa quyện. Cô chúc mừng hai đứa rất dạ, tốt. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đăng Trang. Cô Hoa Như nổi da gà, thấy hai con diễn mạch óc ác cô nó dựng ngược. Cô cứ ngồi cô vuốt nó xuống vậy nè. Thật sự nó đã quá chị, thật sự cô cảm thấy nó đầy cảm xúc bên trong tụi con. Những cái bài hát rock như thế này thường rất là dễ cho người ta cảm thấy khó nghe, nó khó cảm, nhưng mà tụi con hát làm cho cô thấy tình cảm, nó có cái sự rưng rưng ở trong đó. Và cái điều mà khi mà một ca sĩ hát thành công là gì, đó là đưa cảm xúc mình vào và truyền tải được cho khán giả. Khán giả là ai? Là cô, là tất cả mọi người đang xem tụi con hát. Cô cảm nhận như vậy và cô tin chắc là ai cũng sẽ như vậy. Chúc mừng các con. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Khai Như. Chú Hoa Nhật Nam ạ, xin mời chú. Hai con biết sao, cái bài này làm chú nhớ tới hồi đầu năm nay chú có làm tổng đạo diễn cho festival Cà Phê Buôn Ma Thuột đó, và có cái bài Đôi Chân Trần này, và do hai con trai của bác Imoan hát, đó là chú Yvonne và Igaria hát cái bài này, và rất là tự sự như một cái sự hoài niệm về một cái giọng hát của đại ngàn, của cao nguyên. Hai con biết sao, chú đã mượn lại cái hình ảnh trong cái show đó để minh họa cho hai tụi con. Đó. Ở đây là cái bóng thật nha. Và chú Nam đã mời một người đàn ông và một bé trai ED chụp hình mặc đồ trang phục Tây Nguyên luôn, để tạo nên những cái hình bóng như thế này. Cho nên là chú rất là xúc cảm. Và đặc biệt hơn là khi hai chú Yvonne và Igaria hát thì dường như là nó càng vút cao và nó rất là sâu sắc, như là rưng rưng luôn. Thì hôm nay hai con đã thể hiện lại và cho chú tìm lại cái cảm xúc đó. Và chú thích tụi con đó là lúc bạn này hát thì bạn kia vẫn diễn, vẫn cứ feel theo, tức là không khi nào mình ngừng thả hồn theo cái bài hát cả. Thì đây là một cái điểm rất là ghi điểm trong bài hát này. Chúc mừng hai con.
Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Và phải nói là tụi con khá là may mắn khi có một đạo diễn đã nghiên cứu rất là kỹ những ca khúc này và mang những hình ảnh thật là chân thật nhất ở lên sân khấu. Mà chú nghĩ là để chân thật hơn thì phải hát thị phạm cho tụi con nghe một câu nào đó. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam cất cao giọng hát của mình. Thôi thì đã yêu cầu rồi, dạ. Và cũng nói nhiều quá mà không thể hiện trước các con thì cũng kỳ. Nhưng mà chú không có phải là ca sĩ nha. Cũng một bài nó cũng gợi nhớ tới cái Tây Nguyên. Đó là cái bài mà chú hay đi hát karaoke lắm. Đó là bài Giấc Mơ Chappy. Yeah, một tràng hô tay. Giấc Mơ Chappy. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống anh bình, anh nghèo cũng có cây đàn Chappy. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người giấc lây. Chắc là chỉ vậy thôi. Quá hay luôn á chị Trang hả? Trời, không ngờ anh Nam hát hay vậy ta. Anh Nam thân mến, thật sự anh nên có một cái tiết mục trình diễn đặc biệt nào đó trên sân khấu của cặp đôi vàng nhí, song ca với chị Đoan Trang chẳng hạn. Đúng không ạ? Bởi vì là hai giám khảo của chúng ta hát rất hay. Và một tràng hô tay cho hai giám khảo. Hy vọng rằng là tụi con sẽ có cái lửa này, cái mê này nhiều hơn trên sân khấu nhé. Một lần nữa, một tràng hô tay cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Xuân em đã hẹn hò như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió. Em nói rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Đứng chờ anh trước sông thơ, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Mai nở phơi phới,
trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân reo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Chiến bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Một tràng hô tê cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Tụi con hát xong thấy sao? Thấy thoải mái. Thoải mái, còn con? Dạ, con cũng thấy thoải mái luôn. Thoải mái đúng không? Hôm nay dễ chịu dữ lắm luôn. Và đặc biệt là cậu này, cậu ra xong em ngồi dưới, tự nhiên cảm giác như giống như Tố My xuất hiện trên sân khấu. Giọng ngọt, dễ sợ ngọt như cô Tố My luôn á. Không, nói thiệt. Con xin đứng lên lì xì cho tụi con thêm một chồng hô tay nữa được không? Yeah. Dễ thương quá. Trời ơi, thiệt, bây giờ con hát cái câu đó xong rồi cái cô Tú My hát tiếp câu đó, con có giống nhau không? Thử cái câu của con nha. Hai, vô. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Dễ thương quá. Như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió, em nói rằng em viết thành thơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Hát chung nè, hai, vô. Tôi đứng chờ anh trước sông Thưa, tôi đi qua đầu ngõ, hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Nhiều rồi. Mùa xuân tới rồi, cảm ơn cô Tú My. Trong cái cảm xúc này mời cô nhận xét luôn. Phải nói rằng là một tiết mục mà tụi mình rất là thích. Không phải rằng là vì cô hát nhạc bolero, cô nghe tụi con hát nhạc này cô thích đâu. Nhưng mà thật sự rằng là cô nhìn xung quanh, ai cũng lặng người để thưởng thức tiết mục của hai đứa con. Hai đứa con hôm nay không phải là thí sinh nữa, mà giống như hai nghệ sĩ thật thụ. Hai con sở hữu cái giọng hát rất là ngọt ngào, trong sáng. Tuy nhiên hôm nay cô có một lời khen nhiều hơn cho bạn Thái Hà. Cô rất là thích cái lối xử lý của con. Những cái nốt của con nó vừa phải, cái luyến lấy cũng vậy. Cô nghĩ rằng là hai con rất là thích hợp với dòng nhạc này, và sau này mình phải theo đuổi và phát huy cái dòng nhạc này nha. Thái Hà ơi, cô thích cái chỗ này của con là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Con hát nó không có theo một cái mạch như là những người đi trước hát. Những người đi trước là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Cái cách nhắc nhịp của con cô rất là thích. Nó sáng tạo lắm mà nó tạo cái cảm xúc cho người nghe. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Trời ơi, nghe nó yêu làm sao. Cả hai bạn đều đáng khen. Tấn Bảo thì hôm nay giọng con sáng lắm, quá sức là tuyệt vời. Và đối với cô là hoàn hảo. Dạ, yeah, cảm ơn cô Tú My rất nhiều. Nhớ cho điểm hoàn hảo luôn cô My nha. Dạ, con 10 nè. Ôi trời ơi, bật mí gì luôn hả? Đây. Trời, được rồi, vỗ tay chúc mừng chứ đúng không? Yeah. Không biết là cô Đoan Trang có cảm nhận như thế nào ngay bây giờ, xin mời cô. Lúc nào hai đứa con cũng đi ra rất là từ tốn, phát âm, xử lý nhẹ nhàng. Cái đó là một trong những cái điểm mạnh của mình. Còn với cái bài này thì cô không có cái gì để mà góp ý cho các con hết. Mọi thứ rất là hoàn thiện. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Sau thời khắc giao thừa là chúng ta hay lên vãn cảnh chùa, rồi sau đó là xin cái lộc á, thì cái khung cảnh của tụi con dẫn dắt ra dễ thương lắm. Chú thì thích bài hát này á, là cái đoạn kết á, mặc dù là hai cái bài này thì nó đều nói đến những cái trăn trở, những cái
ước nguyện. Nhưng mà cái bài hát này kết lại bằng cái câu là xuân mang niềm tin đến. Xuân đến xuân đi, xuân đến xuân đi, xuân mang niềm tin tới. Đó như một cái kết rất là tươi sáng cho những cái giai điệu trước đó, nó có phần tự sự. Chúc mừng hai con đã thể hiện một cái ca khúc mang những cái tâm tư của con người trong mùa xuân, nhưng mà ở đâu đó nó vẫn có những cái điều rất là tươi sáng. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và chắc chắn là tụi con cũng đã lắng nghe và hiểu được rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị trong dịp Tết, đúng không? Một tràng hô tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà.
Trời ơi, lại là một miền đất khác đúng không ạ? Các bạn học sinh ở đồng bằng thì đi học khá là đơn giản thôi, nhưng trên miền núi thì lại khó khăn hơn, nhưng lại có những cái kỷ niệm và những cái nét đẹp khác nhau. Tụi con ngày hôm nay đâu, giơ cái dù lên coi. Dạ. Trời ơi, xinh quá trời xinh luôn vậy á. Không biết là chú Hoàng Nhật Nam cảm thấy như nào ạ? Xin mời chú. Tiết mục này làm cho chú muốn một lần được lên những miền Tây Bắc xa xôi, có những cái ruộng bậc thang hoặc là những cái vùng hoa tam giác mạch rất là đẹp. Hai cô bé, cậu bé Văn Minh và Ngọc Giàu bình thường rất là tăng động và rất là quậy, nhưng mà đưa vào những bài hát nào mà nền nã và nhẹ nhàng du dương là chú lại thấy là tụi con vẫn giống như đang ém cái nguồn năng lượng đó. Và hôm nay cũng làm, cũng diễn rất là nhẹ nhàng để phù hợp với cái nội dung bài hát. Và rất là dễ thương là cô Ngọc Giàu á, là được ban tổ chức sắp xếp cho bộ đồ này, là cô nói ngay với chú Hoàng Nhật Nam là chú ơi, ở nhà con có một cái dù màu cam, ngày mai cho con đem theo để con diễn luôn nha, vì cái dù đó rất là đẹp. Đó là hôm nay là cái dù đó là của bé đó, và rất là hợp phải không quý vị? Dạ, rất hợp luôn. Với Văn Minh á, thì Văn Minh có một cái điều bất lợi là cũng đang độ tuổi vỡ giọng. Nhưng mà chú nghĩ rằng với những sự thể hiện của con, và đặc biệt là tiết mục ngày hôm nay, thì cái sự vỡ giọng đó nó tạo nên trong giọng hát của con á, cái nét nam tính. Nhưng mà đâu đó vẫn còn cái sự hồn nhiên và rất là dễ thương của tuổi thơ. Cho nên là hai cái pha lại thì tạo nên cho con một cái nét nam tính rất là đáng yêu. Chú rất là thích những cái phần tụi con diễn, bản lĩnh về sân khấu, về diễn xuất, về ngôn ngữ, gương mặt hoặc là tay chân, hoặc là di chuyển cùng với nhau, cùng với vũ đoàn, chú thấy rất là điêu luyện. Chú nghĩ đó là một trong những cái lợi thế của hai con. Còn về phần giọng hát như thế nào thì chắc là sẽ để cô Văn Trang, cô Đoan Trang sẽ góp ý nha. Nhưng mà chú nghĩ rằng là đây một tiết mục rất là dễ thương. Chúc mừng hai con. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Trời đất ơi. Lần nào cũng vậy anh, lần nào cũng vậy luôn á, tới cái đoạn mà giám khảo nói xong cái dạ con cảm ơn đồng thanh gì đó. Dạ mời cô Đoan Trang tiếp nối luôn ạ. Hôm nay thì phần hát của hai con thì theo cô đánh giá một cách rất là thật lòng, đó là cái lần này cái phần hát không bằng những cái lần trước. Nhưng mà cái cô bất ngờ và cô vẫn luôn tin tưởng cái cặp đôi Văn Minh Ngọc Giàu vô cùng, đó là cái sự nhạy bén của các con, cái sự thay đổi của tụi con. Tụi con không bao giờ ngần ngại cái việc mà học những cái điều mới. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó là cái mà các cô chú muốn được nhìn thấy các con. Nếu như mình chinh phục được tất cả những cái điều đó thì là xuất sắc rồi. Nhưng nếu như tuần này mình tốt, tuần sau một cái bài học mới mà mình chưa trọn vẹn, mình phải đi thi để qua cuộc thi mình trui rèn mình hơn. Đó cho nên cô chỉ nói với cái khía cạnh là cô chia sẻ các con như vậy, chứ các con không có việc gì mà phải lăng tăng. Hả? Rồi, trang phục hôm nay quá đẹp tụi con. Cái tạo hình của tụi con rất rất là đẹp luôn. Cái dù màu cam á mà chú Hoàng Nhật Nam vừa kể ra, để thấy là Ngọc Dầu là một em bé rất là thông minh. Con rất là biết cách làm sao để cho con được nổi bật. Đó, một cái dù thôi nhưng mà con cảm nhận được nó phù hợp với bộ đồ. Con có quyền con nói lên cái ý kiến của mình. Con xin chú, xin cô để cho con xài cái đó. Bởi vì con biết là cái đó nó phù hợp. Cái đó là một cái điều, một cái tư chất của một ngôi sao đó con. Rồi, Văn Minh, mặc dù con có một cái vấn đề là bể giọng gì đó đi, nhưng mà hãy xem đó là cái thế mạnh của mình. Bởi vì khi mà một giọng nam được vỡ giọng ra ở cái tuổi dậy thì, lúc đó là cái lúc mà các con có cái độ trầm, độ dày của cái giọng nó đang phát triển. Thì mình phải luyện tập, mình phải xem cái đó là cái điểm chuyển rất là quan trọng, để mình nâng nó lên một bậc khác. Từ đây nó sẽ tiến bộ hơn, nó sẽ phát triển hơn. Nó sẽ chuyên nghiệp hơn nha con. Phải biến những cái khuyết điểm thành cái ưu điểm của mình luôn. Đó mới là những cái tiến bộ mà mình cần phải có. Cái phần bè cô nhắc ở cái chỗ như thế này là cô nói để cô chứng minh tại sao phần hát của mình không bằng những lần trước chút xíu. Dầu mai mốt con bè bất cứ lúc nào cũng vậy, con bè thì con phải bè cho hết cái chữ. Bạn diễn của con bè ví dụ như đưa cơm cho mẹ đi cây, là con phải nhìn Minh, lúc nào Minh đóng cái chữ thì con mới đóng. Chứ còn hôm nay là bị cái là Minh còn ngân mà con đã đóng rồi. Thì cô nghĩ là chỉ đó, đó là chỉ là một cái điểm nhỏ thôi. Nhưng mà dần về ao con bị thêm cái nữa. Có nghĩa là mình vội vàng, bởi vì sau đó là tới cái phần solo của mình. Đúng cái rồi. Mình lật đật mình đóng lẹ cái phần bè để mình lo cái phần solo của mình, hiểu không? Thì cái đó nó sẽ mất hiệu quả. Cho nên hát phải thực sự bình tĩnh nha con. Còn ngoài ra thì cô vẫn rất là đánh giá cao cặp đôi của Văn Minh Ngọc Dầu. Cảm ơn tụi con. Dạ con cảm ơn cô.
Hên quá, lần này em chuẩn bị tâm lý rồi. Chứ những lần trước là giật mình. Xin mời cô Vân Trang ạ. Thật sự riêng cô Vân Trang thấy thì với hai cái bài hát này có vẻ là nó phù hợp với lại cái giọng nữ hơn. Và từ trước tới giờ thì mình nghe hai bài hát này là thường giọng các bé, các bạn nữ giọng trong trẻo, thánh thót, nó sẽ toát lên được cái bài hát này hơn. Văn Chàng văn trai minh hả? Đúng dạ. Rồi. Thì thành ra là cái giọng của con đang ở cái giai đoạn vỡ cái giọng, thành ra là nó sẽ không có thể hiện được hết những cái mà cô nghĩ là cái bài hát nó phải nên cần như vậy. Tuy nhiên thì cô thấy được là con rất là tinh tế trong cái cách xử lý, trong cái cách nhả chữ khi con hát và luyến lấy nữa. Thì cô thấy là đó là một cái sự cố gắng cũng rất là nhiều với con. Về tổng thể thì cô thấy cặp đôi của mình là một cặp đôi rất là thông minh. Bởi vì cô theo dõi qua từng tuần thì là tụi con có những cái màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và nó rất là phù hợp với cái sân chơi này. Chia sẻ một tí xíu là cô với lại thầy Quốc Đại, anh Quốc Đại cũng đã từng có một cái thời gian tham dự một cái chương trình cũng ca hát. Và hai người lên sân khấu là làm đủ thứ trò hết, là để cứu lại cái giọng hát của cô. Con hiểu không? Anh Đại thì hát hay lắm rồi, chỉ có cái là Vân Trang giờ hát bình thôi, cho nên là giờ mình phải làm cái khác cho người ta coi, để, người ta lắp qua cái giọng kia. Hát nha. Yeah, đúng rồi. Thì cái khó là mỗi tuần mình phải suy nghĩ, mình phải có một cái gì khác, cái gì độc đáo, cái gì lạ. Mà hai người, hai anh em cũng hợp nhau lắm. Có nghĩa là phải suy nghĩ mình sẽ làm cái tiết mục gì mà từ đó giờ chưa có ai dàn dựng, nó phải hay như thế nào và mỗi tuần nó phải khác nhau ra làm sao để ít nhất là phải đối phó với lại ban giám khảo. Ban giám khảo thấy là tuần vừa rồi mình khác, tuần này mình khác, đó là cũng là một cái lợi thế của mình. Thì riêng cô thấy thì cái cặp đôi của con là một cặp đôi rất là thông minh. Con biết nắm bắt cái điều này cho nên là mỗi tuần con mỗi khác và mỗi thể hiện mình khác nhau. Cô hy vọng là từ đây cho tới cuối chương trình con sẽ phát huy cái thế mạnh đó của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Một tràng pháo tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dầu ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con. Tìm những phút giây nhẹ nhàng.
cho tôi bao câu ca tuyệt vời. Người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai. Ta cùng bước trên con đường dài, cảm ơn trời. Người ban cho tình thân khó phai. Buồn vui ta đã cho nhau niềm tin, you and I. Ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau, và thật sẽ nhớ nhau trong đời. Dẫu xa nhau muôn trùng, tình bạn thân thiết không bao giờ sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta. Và đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Mở màn cho chủ đề này rất là đẹp luôn. Không biết là cảm xúc của chị Đăng Trang như thế nào ạ? Xin mời chị. Hai đứa con đúng là một cặp bạn thân, cùng nhau chia sẻ, ít nhất là trong chương trình này. Cô tin là sau này khi hai đứa lớn lên, tụi con xem những cái khoảnh khắc này, tụi con sẽ cảm thấy rất là tự hào về cái khoảng thời gian mà mình đã trải qua. Các con đã có những trải nghiệm để các con có thể mài dũa đam mê của mình, phải quý trọng nó nha con. Ca khúc này vẫn là một cái bài hát rất là phù hợp với hai đứa con. Nó dễ thương, nó hòa quyện, hai đứa con hát nhẹ nhàng, chất giọng thì luôn luôn rất là đẹp. Và cái điều mà cô thích nhất ở hai đứa con đó là cái chất ngân của tụi con rất là quyến rũ, rất là hay. Có điều là Quỳnh Anh con phải tự nhiên hơn nữa nha con. Hôm nay là dễ thương lắm, cũng có thoát ra rồi đó, nhưng mà vẫn còn hơi e ngại, ngó qua ngó lại, cố gắng coi như là phóng khoáng hơn với cái phong cách riêng của mình, cởi mở hơn nữa nha con. Nó sẽ giúp cho con không chỉ trên sân khấu mà trong cuộc sống nữa, nó làm cho con suy nghĩ tích cực hơn về tất cả mọi thứ nha con. Hay cười nha, chúc mừng hai đứa. Thế có biết bài hát Tình Bạn vừa rồi có gợi nhớ gì cho anh Hồ Việt Trung về câu chuyện tình bạn của mình hay không ạ? Bạn bản thân á thì mình cũng rất là ít, vì cái công việc của mình nó nhiều. Chỉ có một số anh em trong nghề gọi là thân thiết, tối đi hát về rồi tâm sự với nhau, chia sẻ những cái sản phẩm mới của mình. Khi mà nghe hai con hát thì chú gợi nhớ lại lúc mà mình còn đi học luôn đó. Nghe nó dễ thương lắm. Còn riêng về giọng hát á, chú đã theo dõi hai con rất là nhiều. Và đặc biệt có một điều chú thích của hai con là tụi con hát được rất nhiều dòng nhạc. Một người mà hát rất nhiều dòng nhạc đó chị, nó rất là khó. Mà hai người cùng hát được rất nhiều dòng nhạc, mà cùng đúng, hát song ca với nhau nữa, đó là cái duyên của ông trời cho hai con gặp nhau và để hát cùng với nhau. Đó là một điều rất khó. Tìm một người song ca với mình hợp đã khó rồi, hai đứa lại bây giờ hai đứa hát như vậy nè, đưa bài nào vô cũng hợp hết trơn á, nghe mà nổi da gà luôn. Còn về bài hát lúc đầu thì cứ nghĩ là sao không có phần bè, nhưng mà lúc sau thì gần hết thì lại có. Còn giọng hát của tụi con thì không còn bàn cãi gì rồi. Chúc mừng hai con với tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam xin mời anh. Sau này các con trưởng thành rồi thì cái khái niệm tình bạn nó là một cái khái niệm rất là đáng quý. Vì bên cạnh những cái tình cảm thân thương của gia đình thì mình đi ra ngoài xã hội, mình có những người bạn là những người mà không có máu mủ ruột rà gì với mình hết, nhưng mà đôi khi tìm được một người tri âm tri kỷ trong cuộc sống. Và đặc biệt là giống như chú đi, có nhiều cái tình bạn á, sau từ hồi còn đi học bây giờ vẫn còn. Và đặc biệt là có khó khăn gì trong cuộc sống thì đều giúp nhau một cách hết mình mà không đòi hỏi đó. Thì chú cảm nhận cái bài hát này, chú thì thích những cái phần bỏ nhỏ của cả hai đứa, nó rất là tình cảm. Hôm nay hai đứa mặc hai bộ đồ có vẻ trẻ trung hơn, giống y chang chú kìa đó, y chang giống luôn, chú luôn, giống chú luôn, chú đó nè. Bình thường chú cũng không hay mặc quần jean rách lắm đâu, nhưng mà hôm nay cũng muốn được trẻ trung cho nó hòa hợp với cái không gian đáng yêu này. Chúc mừng hai con và hy vọng là cái tình bạn này
sẽ được duy trì không chỉ là cặp đôi của các con mà tất cả những cặp của các thí sinh khác. Anh Nam mà em thích cái câu nói của anh Nam là những người bạn bè thân của anh Nam là không bao giờ anh Nam nghĩ cái gì, không bao giờ nghĩ vụ lợi gì hết. Đúng rồi. Em nghe câu đó em rất thích. Anh có thể cho em làm người em thân thiết của anh không? Yên tâm đi, em không có mượn tiền đâu sợ. Bây giờ mình kết làm bằng hữu phải không? Kết làm bằng hữu. Mà mình có cắt máu anh thề là cái gì không em? Em thiếu máu anh. Nói nghe nè. Đó, thôi bây giờ không được, cái này kỳ lắm. Thôi bây giờ hai anh em thay vì hồi xưa là cắt máu ăn thề với mấy con thì thôi chú nhảy lấy cái hột xoàn. Tí hai ông này ông nào cũng đeo hột xoàn. Đúng rồi. Ừ. Thiệt á, ông nào cũng có hột, có quá trời hột luôn á. Không mấy thôi chị Trang, em với chị về với nhau đi chứ em có hột gì đâu. Chị cũng đâu có hột gì đâu. Chị bà, hả? Ok, và chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh với tiết mục mở màn vừa rồi. Trọ và trăng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò em thấy trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò em trăng nay đã già. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về. Em đi qua chuyến đò à, vui như ngày hồi. Tôi xin lạc quan đời buồn chân em ghé trời. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội. Sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội vào lăn theo gót hai. Không có em em này không có cái chết đầu tiên và con sống đâu bao giờ kia đâu chẳng sẽ chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi hòn nay còn trẻ cành mai dùng con sống đâu mai gầy chim trong hót trăng qua đời. Dễ thương. Trời ơi, cái gì mà bình thản hát dễ sợ vậy đó. Từ đầu cho tới bây giờ, tuần thứ 5 rồi, tụi con thân mến, mỗi cặp đôi có một cái chiến thuật và một thế mạnh hoàn toàn khác nhau luôn. Và tuần này, với sự thay đổi dòng nhạc mới mẻ hơn, tiết tấu hơn, không biết là chú Long Nhật cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời chú. Chú Nghị không riêng gì chú Long Nhật mà kể cả cô Đoan Trang và chú Nam Cường, là hai cái tạo dài của hai chàng trai quá sức là thư sinh và dễ thương như thế này. Dạ. Hai gương mặt sáng bừng
phía sau là Ù Rơm, rồi trên màn hình là cảnh quê hương, dòng sông Con Đò, biển nước, đẹp lắm. Và cái tuần này chú khen ngợi là rất là tiến bộ luôn, cả con hát, làm chủ sân khấu, làm chủ cuộc hơi, và một người bè trầm, một người bè cao hát lính cao tới nơi xuống lên cao, đồ trường đồ đã đẹp hết và rất là rõ chữ luôn, và con truyền tải được hết tất cả hai cái bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chú cho điểm cao lắm á. Cảm ơn chú. Chứ gì mà chú được bật mí, số điểm cao lắm rồi đó. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Dễ thương quá đi, đúng là một lời khen cho biên tập. Chọn bài cho tụi con rất là đáng yêu, vừa phù hợp với tụi con mà vừa mang lại một cái màu sắc rất là mới cho cặp đôi này. Và đồng thời làm cho tất cả mọi người gợi nhớ là những cái tác phẩm rất là hay, rất là đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngẫu nhiên là cái bài hát đầu tiên ngày xưa, chắc mọi người không biết cái thời cô Đoan Trang hát song ca đâu. Thời sinh viên là cô Đoan Trang chuyên môn hát song ca với cô MC Quỳnh Giang. Bài này chỉ cần bè quảng ba đi vô là đẹp ơi là đẹp. Và hôm nay hai đứa con cũng vậy, rất là từ tốn, rất là bình thản, thể hiện hết cái vẻ đẹp của chất giọng của mình. Đồng thời có bè, và đặc biệt cô rất là thích cái phần phối khúc cuối. Đuổi á, đoạn đuổi á. Đúng rồi, cái lúc mà giọng nam cao của Thái Hà đó thì như tiếng chuông ngân, là hát cái câu cao của cái bài Biết Đâu Nguồn Cội. Còn giọng của con á thì cứ hòn đá lăn bên đồi. Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá còn trẻ cành mai, dùng cái sông đầu mai gầy kia, chim trong hót trăng qua đời. Rất là hay cái chỗ đó, là hai đứa con giữ coi như là hồn ai nấy giữ đó. Hát song ca là phải hồn ai nấy giữ, cho nên cái đoạn đó vô cùng là hiệu quả. Rồi thêm cái âm nhạc của bài này phối cũng rất là hay, tiếng kèn này kia rất là sang. Cảm ơn hai đứa con vì một tiết mục rất là đẹp. Quang, mày nói thêm cái chỗ là Trang, mày nói thêm là cái nhịp á. Đúng rồi. Cái staccato, cái nhịp, cái phần nhịp quá hay luôn. Và cái đoạn khi tụi con chuyển qua đoạn cái đoạn Biển Đông Nguồn Cội bên Ngọc Nhiên, xong một lát hai đứa đội qua vậy, mà đội qua đứa này hát đoạn của em này, con này là hát đoạn của con kia, nhưng mà lại là không chinh không phô, không mẹ một dép nào cả. Vỗ tay thêm một trận nữa đi quý vị. Thêm một trận nữa hả? Thêm một trận nữa, bây giờ là không biết là có phải là trận khen nữa hay không mà xin mời anh Nam Cường. Chú có lời khen dành cho hai con với tiết mục này, nghe rất là thoải mái, nghe rất là dễ chịu luôn. Mình đang thưởng thức chứ không phải là đang ngồi giống như là xăm soi các bạn thi như thế nào chị ha. Rất là thưởng thức với tụi con. Có một cái khiến chú bất ngờ là với Thái Hà, chú đã biết con trước đó là một cậu bé hát rất là trầm buồn, lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác. Và ngày hôm nay con hoàn toàn khác luôn. Khác đây không phải là con cười, con không hề cười miếng nào hết, nhưng mà cái hát khác ở trong cái cách hát của con, nó có độ sáng hơn, nó chắc hơn và nảy hơn so với con của hình ảnh ngày trước, khiến chú vô cùng ngạc nhiên. Và Tấn Bảo nữa, hai bạn hợp lại với nhau cảm thấy nó hòa quyện nhau lắm. Cái việc mà hai bài hát này mashup lại với nhau và hát chồng lên nhau như thế, nó không còn là cái việc lạ nữa so với âm nhạc trong khoảng thời gian gần đây. Những cái bài hát mà có những hòa thanh gần giống nhau, mọi người hay làm cái việc đó để tạo cái sự mới mẻ. Nhưng mà để hát cũng không phải là đơn giản, bắt buộc các bạn cần phải chắc nhịp. Và giống như cô Đoan Trang mới chia sẻ đó, là cần phải hồn ai nấy giữ, còn mà lạc hồn một cái là hát lộn liền. Nhá không? Cho nên ngày hôm nay tụi con đã làm được rất là nhiều ở trong cái bài hát này, ngay cả bè phối rất là hòa quyện với nhau. Và đây là một tiết mục mà chú cũng rất là thích. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Ban giám khảo khen quá nhiều rồi, nhưng mà chú Minh Sù tin tất cả quý vị khán giả ở đây cũng rất là đồng tình cái quan điểm này, bởi vì là nghe rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Chúc mừng tụi con một lần nữa, và hy vọng rằng là những tuần tiếp theo tụi con sẽ có những cái sự thay đổi và lột xác nhiều hơn để chinh phục ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả nhé. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà với tiết mục này.
đoàn hoa thơm khoe gió xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra bác bầu Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí. Cảm ơn các bạn nhỏ, các con đã có một cái phần trình diễn mở màn rất là hay, đáng yêu, đúng không quý vị? Trong không khí này, bên cạnh các con màu sắc rực rỡ thì ban giám khảo ngày hôm nay cũng rất là lung linh. Một tràng pháo tay cho ban giám khảo ngày hôm nay. Thế cho chú Minh Xù hỏi đây, ai dẫn đầu cái vụ mà hát hò rồi mở màn cái bài Ngày Tết Quê Em này, giơ tay cái coi. Trời đất ơi, quá có cô Đăng Trang với lại cô Tú My rồi. Em chú giơ theo, em giơ theo, em thấy ai cũng giơ hết. Vậy là coi như là mọi người vui quá, các em vui theo rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chú Minh Xù nghĩ là để rộn rã hơn và các con sẽ có thêm tinh thần để chuẩn bị cho những tiết mục của mình đêm nay, thì bây giờ mình đồng thanh cái chúc mừng năm mới tất cả quý vị khán giả được không ạ? 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Chắc là phải hỏi chú Hòa Nhật Nam một tí xíu ạ. Quay trở lại với một tập tiếp theo trong không khí mùa xuân nữa chú. 27 Tết rồi, chú thấy như nào ạ? Hết sức là rộn ràng. Chắc chắn là tất cả những người dân Việt Nam đều sẽ mong chờ một cái thời khắc rất là thiêng liêng. Đó là ngày Tết Nguyên Đán. Ai cũng sẽ nhớ về quê hương của mình. Đó là lý do mà tất cả các giám khảo hòa cùng với các bé trong một cái không gian ngập tràn sắc xuân ngày hôm nay. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Nào, vô trong đi, chuẩn bị cho những tiết mục tối đêm nay. Một tràng hô tay cho các con. Trời đất ơi, thấy không, vui nhà, vui cửa, dễ sợ. Mà vui hơn hết là nay Tố My quay trở lại với chương trình nữa. Cơn gió nào đã mang em quay về với chương trình vậy em? Gió mùa xuân tới,
cánh hồng tươi thơm trong nắng vàng. Trời đất ơi, gió mùa xuân cơn mang gió về mùa đúng xuân không? Đã mang em đến đây và một lần nữa vô cùng là háo hức và chờ đợi. Tú My cứ theo dõi các bạn quá giỏi luôn. Qua từng tập các bạn phải nói rằng lột xác và ngày càng chững chạc. Đêm nay rất là nôn nóng. Chắc chắn sẽ còn bất ngờ nhiều hơn nữa. Cô Đăng Trang ngày hôm nay chắc là đại diện cho Cành Mai hả cô hả? Rất là rực rỡ trong sắc vàng. Cảm xúc của cô như thế nào cô? Mỗi lần Tết tới là Trang thực sự thấy rất là bồi hồi. Không có cái ngày nào thiêng liêng hơn ngày Tết hết. Ngày Tết là ngày sum vầy, ngày đoàn viên. Nhất là khi mình lớn lên là mình đi làm tất bật. Ba mẹ rất là trông cái ngày Tết để được gặp các con, cả nhà cùng sum vầy bên cạnh nhau. Cho nên đối với bản thân Đoan Trang, ngày Tết vô cùng là ý nghĩa. Và vẫn được ba mẹ lì xì, vẫn được ôm ấp ba mẹ cùng với bốn anh chị em của Trang trong cái ngôi nhà tại Long Khánh. Wow, chị Trang thân mến, không biết là nhà của chị Trang thì như là khách đến cũng được lì xì đúng không chị? Nhắn cho em cái địa chỉ để Tết Nam kéo gia đình em tới ạ. Chắc chắn là ba mẹ chị sẽ lì xì cho các em, không có lo. Nhưng mà nhà chị có cháu nè, có son nè, xíu chị, xíu em. Không, là mình cũng bận đúng không em? Mình gửi lời chúc cho nhau được rồi. Tới chắc chắn sẽ bị lỗ thôi. Thế bây giờ là em nghĩ là mình nên có một cái gì đó nó vui vẻ ngày xuân đi. 27 Tết thì là cũng cận Tết rồi. Sẽ có nhiều công việc mình phải chuẩn bị nhà cửa trang hoàng mọi thứ ha, nhưng mà bên cạnh đó cũng không quên những lời chúc Tết. Thế bây giờ mình làm thơ nhé, em sẽ mở hàng trước. Mừng xuân Canh Tí, chúc mọi người sẽ luôn luôn hoan hỷ em. Vui chơi không cần suy nghĩ đó. Trời ơi, tiền vô bạc tỷ, tiền ra rỉ rỉ, và chúc mọi người sẽ được vạn sự như ý. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và với những tà áo dài, Việt Nam của chúng ta sẽ giúp cho ngày Tết thêm ý nghĩa. Và bây giờ ba chiếc ghế nóng đang chờ đợi ban giám khảo, xin mời. Thank you.
mây trắng, còn chân gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Kia một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sáng bay vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ bướm trắng bay quanh bên những rừng. Dễ thương, một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Một màu sắc hoàn toàn đối lập với những cặp đôi khác. Tụi con nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, dễ chịu, đáng yêu. Hôm nay tụi con đã dẫn tất cả mọi người lên Tây Bắc chơi. Trời ơi, đẹp nha. Giọng ca thì rất là ngọt ngào nữa. Nhưng chú phải nói là tụi con gan, hôm nay gan. Có cái màn là tiến về cái lãnh địa bên kia. Qua bên kia xong rồi hả, coi như là thả thính nhẹ giọng anh hay quá đây, giọng chị là rất hay, rất là xinh kiểu vậy. Không biết là ban giám khảo có bị siêu lòng hay không với bài hát này của tụi con. Đầu tiên phải mời anh Nam trước à. Trời ơi, ai bày vậy trời, quá trời có đất không. Hôm qua chạy chương trình đâu có đâu, hôm giấu nay người chiêu. Ta giấu chiêu, người ta lên đó là thả thính hết. Chú Nam khen là chàng trai xinh rồi, giọng cô nàng hay rồi, cô kia áo đẹp thả thính, với lại thảo mai hết cả hội dưới này rồi. Gan dễ sợ. Sao chú? Sao cô Trang? Bây giờ phải hỏi chú trước nè, chú có bị chính thính không? Chú có dính nhẹ. Nguyên một vườn đào trên sân khấu hả? Cho nên là chắc chú dính rồi đó. Dính rồi không chú? Xuống như này chú bất ngờ quá, chú không phải. Chú không phải như này theo chứ không đâu. Tự nhiên cái mình phải làm theo đúng không chú? Đáng ra lúc đó là chú phải ngồi nghiêm như này luôn, cho mấy nhỏ tụt ngút chơi. Nhưng mà dạy ác quá, dạy ác quá, mình phải hòa theo, nhí nhảnh. Qua bên này cô Trang cũng nhí nhảnh, rồi cô Yến Trang bên kia cổ cũng làm quá rợ rất luôn. Lần này gan ghê ha. Tại vì cô Yến Trang biết sao không? Hai bạn này là chuyên môn hát bài hát trữ tình nhẹ nhàng đó, cho nên nó là hát hơi âm hưởng dân ca. Thường thì cũng hơi là an toàn, nhút nhát. Nhưng mà ngày hôm nay là không ngờ là tiến thẳng xuống đây và tấn công tụi tôi. Giao lưu rồi xong rồi kêu khán giả vỗ tay theo. Cả phim trường là coi như là vỡ òa với lại hai cái chàng trai này. Mặc đồ cũng đẹp nữa. Được một cái là tụi con lúc nào hát cũng y như là mở đĩa vậy đó. Cô Yến Trang phải hỏi
Chị ơi, trời ơi, thiệt luôn, hát live với hả chị? Còn cái bạn, chị, cái bạn nhỏ nhỏ tên gì vậy chị? Đó, cái thiệt thòi của bạn Tấn Bảo là tại vì lớn hơn thôi, cho nên là giống như mọi người nghĩ là lớn hơn là chắc chắn là phải hay rồi. Cho nên cái bạn nhỏ hơn mà hay là người ta ấn tượng hơn. Ừ, chứ thật ra con cũng rất là hay, con hát đâu ra đó. Thật sự mà tụi con kết hợp với nhau ở trong đây, chứ còn cô biết là tách riêng ra trên YouTube là hai bạn này là quá trời view người xem luôn, là nhiều fan lắm. Chắc là cô Yến Trang cũng có điều muốn chia sẻ đó. Mời cô Yến Trang ạ. Ca khúc này rất là khó xử lý. Cái sự luyến lấy nó cần phải rất là nhiều, mà hai bạn hát những cái dấu luyến, trời ơi, nó ngọt. Mà gọi là Trang cảm thấy giống như là hồi nãy chị Trang có nói với em là trời ơi, giống như là mở đĩa hát vậy đó. Nhưng mà riêng bạn lớn hơn là bạn Tấn Bảo, thì tại vì mình lớn cho nên là cái sự xử lý của bạn nó sẽ có một cái cách là khiến cho chúng ta cảm thấy là nó chững chạc hơn. Riêng bạn Thái Hà thì hát rất là tự nhiên, hát theo một cái gọi là cái sở trường, Trang nghĩ là chắc trong máu của con luôn rồi, đúng không? Trời phú đúng rồi. Bạn hát đưa đẩy rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là hai con diễn rất là ăn ý, không có cảm thấy là ai lấn át ai hết. Và đặc biệt hơn hết là ở cái việc diễn xuất á, và cái trang phục, cô Trang cảm thấy là nó rất là phù hợp với lại cái cá tính âm nhạc của hai con. Cô nghĩ là nếu như mà lựa chọn cái con đường âm nhạc cho cái tương lai của mình thì những cái hướng âm nhạc nó mang hơi hướng một tí xíu, có những cái đạo cụ dân tộc hoặc là những cái bài hát dân tộc rất là phù hợp với hai con. Dạ, cảm ơn cô Yến Trang rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều dành cho tiết mục này. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Bài hát ấy mạnh mẽ phi thường, bài ở đây khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát đây con nghe hôm nay là điều tuyệt vời, thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta phương. Từ ngày đầu đi bố dạy cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đó, tự hào giọng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tim. Đội quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, chân dồn vang trên đường gặp cảnh xa. Bài hát ấy vẫn trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con sướng sướng khi đứng dưới cờ đó sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời, Việt Nam ta vững bền.
con Việt Nam ta. Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con sướng sướng khi đứng dưới cờ đó sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời, tiếng liếc của cả dân tộc cùng chiều người ngân vang câu ca nương non Việt Nam ta. Khép lại chương trình của chúng ta với chủ đề quê hương Việt Nam, có thể nói là tụi con đã chinh phục được tất cả quý vị khán giả ở đây, ban giám khảo phía dưới bằng lá cờ đỏ sao vàng rất là rực rỡ phía sau và giai điệu tự hào. Đây là sáng tác của Phạm Hồng Biển. Một tràng hỗ tay chúc mừng cho hai con. Và bây giờ chắc chắn rồi sẽ là sự nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục cuối cùng này. Xin được mời cô Ốc Thanh Vân ạ. Cô rất là tự hào về các con, tại vì cô cũng đã có một thời gian được đồng hành cùng các con rồi. Và càng tự hào hơn nữa khi thấy các con ngày hôm nay như thế này. Chú Minh Xù nói rất đúng, những người trẻ, những người rất trẻ và họ có thể làm được những điều thật là phi thường. Chỉ với một tập này thôi mà cô đã thấy các con tiến bộ một cách vượt bậc. Tư duy mới, con người mới, cách thể hiện mới, mọi thứ đều rất là mới mẻ với các con. Tại vì cô Ốc rất là thân thuộc với Ngọc Dầu và Văn Minh. Và thật sự là ngày hôm nay cô hơi chưa được quen lắm với hình ảnh này của các con. Dầu thì vẫn như vậy nhưng mà con cao hơn. Còn Văn Minh bây giờ con giống như một chàng thanh niên mà kiểu nó chưa có bung hết á. Yeah. Nó bị nén lại á. Nhưng mà cái gương mặt của ảnh á thì nó đã khác rất là nhiều so với cậu bé Văn Minh hồi trước mà cô Ốc biết rồi. Nhìn con đàn ông rất là thanh niên và rất là Việt Nam. Cách mà những người thanh niên Việt Nam bây giờ họ cống hiến cho đất nước, họ nói cho mọi người ở khắp thế giới rằng là tôi đến từ đất nước mà lá cờ của tôi là cờ đỏ sao vàng đó. Cô rất là thích bài hát này. Từ trước tới giờ là cô đã dành một tình cảm rất là đặc biệt cho bài hát này rồi. Nhưng ngày hôm nay cái phiên bản mà các con thể hiện thực sự rất là ấn tượng. Nhất là cái đoạn cuối, một cái bản phối mới, một cái đoạn lắng xuống và thấy rất là rõ chất giọng của các con, tình cảm các con truyền tải trong bài hát này. Và cô đặc biệt là ở Văn Minh thì cô thấy rằng là con luôn có một cái lực rất là khỏe trong giọng hát của mình. Còn Ngọc Dầu thì nếu mà mọi người để ý sẽ thấy Ngọc Dầu là một cô bé có một cái chất giọng, nó có một cái độ gọi là tạm gọi nó là một cái độ nức nở tự nhiên. Nhưng mà con biết kiểm soát nó, cho nên nó đôi khi mình nghe những cái tiếng nức nhẹ trong cái giọng hát của con, nhưng cô biết đó là ý đồ của con. Và cá nhân cô thì cô thích cách xử lý như vậy. Và đến đoạn cuối thì các con đã làm cho mọi người phải vỗ tay theo các con, bởi vì một cái bản phối rất là sôi động, rất là trẻ trung và đúng là một giai điệu tự hào. Chúc mừng Văn Minh và Ngọc Dậu. Dạ con cảm ơn ạ. Trời ơi, trời ơi. Trả lời. Dạ con cảm ơn ạ. Sao giờ là em bé rồi? Hồi nãy thấy thanh niên trưởng thành lắm mà. Trời ơi, đó mới thấy là các con đã hóa thân rất là tuyệt vời thông qua những cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Bài giai điệu tự hào là một tác phẩm rất là hay của chú Phạm Hồng Biển. Và ca khúc này cô Đoan Trang cũng có cơ hội hát rồi. Cô rất là thích. Với hai đứa con thì vẫn như cũ, vẫn từ các tập trước vẫn là một cái tinh thần rất là văn minh trong cách chọn bài, trong cách hát và trong cách thể hiện của hai đứa. Ở Ngọc Dầu thì lúc nào cô cũng nhìn thấy ở một cái sự tích cực trong nụ cười của con. Cô rất là thích điều đó, hãy luôn luôn giữ điều đó nha con. Còn với Văn Minh cũng vậy, con rất là từ tốn nhưng mà con thể hiện được hết tất cả những gì mà cô tin là chú Hồng Biển cũng như chú Phú Luân đã dành cho hai đứa con trong tiết mục này. Và cái cô thích ở hai đứa con đó là cái tiết mục này á, nó có rất là nhiều đoạn đổi tông, đổi liên tục. Điều đó chứng tỏ là cái thẩm âm của tụi con, cái độ tai nghe, cái tai nghe của tụi con về hợp âm á, rất là chuẩn xác. Cho nên tụi con lên xuống, tụi con thay đổi từ giọng nam qua giọng nữ, hợp âm này qua hợp âm kia, mà thay đổi hợp âm á, qua một cái tông khác á, thì Văn Minh là người phải thay đổi. Còn với Ngọc Dầu thì con phải bám theo bằng cái bè. Cho nên cô rất là thích hai cái đứa này ở cái sự thông minh của tụi con, trong cái cách tụi con xử lý. Chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô.
Mỗi lần mà con cảm ơn là chú Minh Sù muốn xỉu luôn. Rồi chú cảm ơn con. Dạ mời anh Long Nhật ạ. Trước hết là chú yêu hai cái nụ cười này lắm. Cả con cười mà đôi mắt cười theo như vậy. Và cả hai con có một cái điều rất đáng quý luôn trong thanh nhạc. Mà lúc mà khi tụi con vừa hát một cái là chú quay qua chú nói về cô Đoan Trang, về cô ông là hay quá em ơi. Cái đó là cái voi rất là cần thiết của người ca sĩ. Chú ôm hai đứa cái đã nè. Chú Long Nhật là chú yêu cả thế giới. Thật sự chú yêu tất cả mọi người. Cái thứ nhất là nó hạt hay cái dòng. Lúc anh nhìn qua Đoan Trang anh nói em ơi hay quá. Là vì Ngọc Dầu nó có cái voi, nó có cái thánh quang sốt, rền, nậy và tròn vành rõ chữ. Còn Văn Minh thì là nó ấm, nó dày. Nó dày mà nó ấm mà hai đứa bộ trợ cho nhau. Mà cái, những cái đoàn mà truyền tông đó, truyền tông rồi một đứa ca, đứa bè rồi a theo mà đuổi nhau như vậy. Nó đã gì đâu, một cái bản phối hoàn chỉnh. Và tụi con bám theo Hòa Thanh một cách chắc chắn như vậy. Tụi con, chứ không nói gì nhiều, cô Đoan Trang và cô Ốc đã nói rồi. Tụi con sẽ trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp. Quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn chú. Và với cái tác phẩm mà tự hào Việt Nam như thế này này, là phải nói rằng là có một cái câu nói ngày xưa mà mình đi học mà thầy cô hay nói đó. Tuổi thơ hôm nay là thế giới ngày mai. Cảm ơn cả con. Dạ con cảm ơn ạ. Thực sự phải nói là các con á, khi mà không có hát trên sân khấu những cái tiết mục đang dự thi nữa thì ở phía dưới là trẻ thơ liền. Rất là tinh nghịch, nói chuyện rất là nhiều năng lượng, giàu năng lượng, tích cực. Nhưng mà tụi con phải nói là giúp cho các cô chú cũng học được rất nhiều từ tụi con. Phải luôn luôn giữ mình trẻ trung, lạc quan, tích cực, yêu đời như vậy. Mặc dù ngoài kia đang còn rất nhiều cái khó khăn, thử thách dành cho bản thân chúng ta, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn giai điệu tự hào của Văn Minh và Ngọc Dầu. Con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tao. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ai. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Tiếng chuông chùa xa, vỡ trong chiều hôm. Trên phố mờ sương lại, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ơi. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ơi. Tiếng chuông chùa xa vỡ trong chiều hoàng vắng. Tiếng tiếng sao của ai sẽ tan vào đêm, sẽ mưa.
bác về, đèn trên phố mở sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ai? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai? Tiếng chuông chưa xa, vỡ trong chiều hôm. Và đó là Phương Nhi và Cát Vy. Cho tôi đứng ké cái coi. Trời ơi, sáng liền. Từ đầu chương trình, hai cô gái này như là Thúy Kiều, Thúy Vân á, ngọt ngào và đẹp lộng lẫy như nhân vật trong tranh. Nhưng tuần này chị Trang thấy không? Lột xác hoàn toàn. Mời chị Trang tiếp lời. Với bài này là một sự bất ngờ. Phải nói là bất ngờ. Cũng đúng như là những gì cô đang Trang mong chờ. Tại vì cô muốn nhìn thấy tụi con có một cái gì đó nó khác biệt. Mình phải làm một cái gì đó khác biệt để thấy rõ những cái màu sắc mà mình được trải nghiệm. Thì lúc đó người ta mới nhìn thấy mình đa dạng như thế nào, mình thông minh ra làm sao để mình có thể chinh phục tất cả những cái bước đi của mình. Và thật sự ngày hôm nay là với cái bài hát này, cô đúng như là những gì cô mong chờ. Bởi vì cô biết bản thân hai đứa con nhìn bên ngoài là mấy cái tập đầu á, nếu như mà Nam Cường có coi xem mấy cái tập đầu, rất là nhẹ nhàng, hòa quyện với nhau, bè phối tử tế, hát hò đàng hoàng. Nhưng mà bên trong hai cô gái này nè, hai cô bé này nè, là một cái nội lực kinh khủng. Hát đủ hết các thể loại âm nhạc. Và cái âm vực giọng rất là rộng. Có nghĩa là nốt thấp cho tới nốt cao cả hai bạn đều rất là sáng. Đó, riêng các viên á, cái âm trầm của con đẹp lắm. Đúng rồi. Mà cái lúc mà con hát solo đầu á, con kiểm soát từng câu, từng hơi thở của con, cô thấy con rất là chững chạc luôn á. Thì qua tới cái đoạn của bé Nhi, mấy cái âm đầu của con thì bình thường, nhưng mà con lại có lợi thế những cái âm trung và âm cao rất là sáng và đầy ma mị. Rồi cách của tụi con biểu diễn cái phong cách qua cái bài này, có nghĩa tụi con hiểu cái bài này như thế nào, tụi con mới biểu diễn được như vậy. Từng cái tóc của tụi con, cái cách tụi con thể hiện, ánh mắt. Thật sự là cô bất ngờ. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Dạ, tiếp theo ạ, mời anh Long Nhật ạ. Đây là một bài hát rất nổi tiếng của anh Lê Minh Sơn. Một bài hát mang cái màu sắc của dân gian đương đại. Mà với cái tuổi nhỏ như cả con, mà cả con làm được như thế này là chú rất là mừng. Sự thật là ngồi từ đầu tập cho đến bây giờ đó, thì mỗi thí sinh bước ra, mỗi cặp bước ra là đem đến cho tất cả các cô chú ngồi dưới này một cái niềm hạnh phúc nó lớn lắm. Tại vì các em lớn lên mỗi tập, các con lớn lên mỗi tuần và tiến bộ rõ rệt. Chú chỉ mong nè, một, nếu mà không tiến bộ được thì phải giữ được cái phong độ của mình. Các con không những không bị tuột, hơn thế nữa, các con giữ được phong độ và các con làm tốt hơn tuần trước. Và cái phần đầu của khi lúc cái phần solo của Phương Nhi và các viên đó, tụi con hát rất là rõ lời, đậm đà cái bản sắc của cái ca trù, của cái ả đào của Bắc Bộ, mà cái không gian, cái tinh thần của bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, các con đã truyền tải được trọn vẹn để người xem về tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc và cái cảm xúc của cái tinh thần của bài hát, mặc dù tuổi đời của các con còn rất là bé. Chú thương các con. Cảm ơn chú ạ. Thế nên bây giờ thì không biết là anh Nam Cường muốn chia sẻ điều gì với các con với tiết mục này. Tụi con á, hai bạn đúng là Thúy Vân, Thúy Kiều. Bởi vì không phải là chỉ ở ngoài sắc vóc đâu, cái giọng hát tụi con có cái sự bổ sung cho nhau. Ví dụ như khi mà chú nghe các viên hát á, thì lúc đầu vào rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt,
Nhưng mà những cái chỗ mà đằng sau khi mà con lên cao á thì con lên vẫn tốt, nhưng mà chú vẫn nghe có gì đó nó chưa có đã. Có lẽ là nó chưa có nó vào cái bài này lắm so với giọng của Phương Nhi. Phương Nhi có thể đoạn đầu vô của con á nó vẫn còn bình thường, nhưng mà chú lại thích cái màu sắc giọng của Phương Nhi ở cái bài này. Có cái một nó hơi có tí rót rót trong đó chị ha. Đó, cho nên là nghe rất là màu sắc. Và khi cái điều đó khi mà con bắn lên cao á thì nó bổ sung lại cho các viên. Và phải nói là tụi con phải cảm ơn cái người dàn dựng bài hát này cho tụi con về mặt âm nhạc. Bởi vì đã để các viên là người vào đầu bài hát là nghe là hút ngay. Và sau đó khi mà đổi qua Phương Nhi hát một cái là một cái màu khác, nghe nó không bị chán. Tại vì hai cái đó nó giống nhau mà bạn sau mà hát nó mềm nữa là cái bài nó chán liền. Nhưng mà tụi con đã đổi màu, nghe rất là thích. Cảm ơn tụi con. Dạ, em cảm ơn chú. Xin được cảm ơn Nam Cường, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Thực sự ra thì các con ở đây mỗi bạn là một thế mạnh hoàn toàn khác nhau, mỗi bạn có một sở trường khác nhau, nhưng ráp lại với nhau mà hòa quyện được như thế này là tụi con rất là giỏi rồi. Hát song ca rất là khó đúng không chị Trang? Và chắc chắn là tụi con sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong những tập tiếp theo. Còn tuần này quá ấn tượng, một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và các viên. Ngà có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói cuội nghe, ở cung trăng mai làm chi bóng trăng trăng ngà. To có thằng cuội già ôm một mối mơ. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Lặng trăng gió bao nhau, chỉ kia quê quán ở đâu. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Cô vừa lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca trong anh chàng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bấp. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Ông sao sao nắm cánh tươi màu, con đi rất dài căn cầu qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang to, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa. Tung rinh rinh tung 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 rinh rinh, nay anh sao vui chim sao non ngà. Tung rinh 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 tung rinh rinh, anh sao bác hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng soi anh chàng, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đủ vui, rộn ràng.
chụp tay lúc ninh đến. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng bạc, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tiếp đèn quanh nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bạn tràng. Hỡi chị Hằng Na, chúc tôi hôn mơ đến ngày bề trai đất kia. Có bảy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Hãy hòa đất ca cùng nhạc tình tang, có mọc tung tăng dưới trang. Chiều cuối ngăn ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ kinh hoài. Có chị Hằng Na, chúc tôi ngồi mơ đến ngày bề trai đất kia. Có bảy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Giờ ngồi làm thơ tích hoài, chú cuội ngân ngơ tiếng chuyện năm xưa. Giờ ngồi làm thơ tích hoài. Thiệt á chị Trang, em giận dễ sợ giận luôn, phá nát ký ức tuổi thơ của em. Em không nghĩ là chị Hằng lại quậy đến vậy. Ngày hôm nay tụi con đã đưa tất cả quý vị đến với nhiều cung bậc khác nhau nha. Mở đầu là nhẹ nhàng với chú Cuội ha, sau đó thì mạnh mẽ, có tiết tấu lên từ từ từ, và cuối cùng bung nóc luôn, nhạc rock luôn. Xin mời ý kiến của nghệ sĩ Giá Bảo á, mời anh. Thật ra đây là một cái tiết mục rất là tươi, rất là sớm, là bởi vì sau cái tiết mục cô bé Bán Diêm vừa rồi thì nó cũng có hơi có chút buồn, qua tiết mục này thì rất là sớm. Thì trong tiết mục này thì chú Bảo khen bé Đức Vĩnh là bé Đức Vĩnh rất là tươi, tươi từ đầu rồi. Nhưng mà bé Quỳnh Anh thì còn bị hơi lo. Trong cái nét mặt của con nó còn hơi bị lo, đang còn hơi bị nhớ bài. Cho nên con chưa có được tươi. Cho nên là cái bài này nó rất là tươi, nó vui mà. Nó là một cái lễ hội trung thu rất là vui. Đã không có cái gì để buồn hết đó. Cho nên rút kinh nghiệm lần sau, mình hát bài vui là mình cứ vui đi. Cứ vui đi, rồi chuyện gì nó tới nó tới. Chứ nó không có cái gì mà mình buồn nha. Còn giọng ca của hai con thì hòa quyện rất là tốt. Thì về phần ca thì chắc là cô Đoan Trang sẽ nhận xét tốt hơn. Xin được cảm ơn nha Bảo. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Hai đứa con đang có cái năng lượng không có đều. Hai cái năng lượng phải được cân với nhau, phải được hòa quyện, phải được bổ trợ cho nhau một cách hợp lý nha con. Bây giờ đang tuổi lớn cho nên là cái anh chàng Đức Vĩnh là có vẻ là nhoi hơn hồi xưa đúng rồi đó rồi, có vẻ nhoi hơn hồi nhỏ rồi đó. Còn Quỳnh Anh là đang ta đang tuổi bắt đầu tuổi teen mà, cho nên người ta cũng có những cái cảm xúc và biết bực, biết giận, rồi biết cũng như hơi ngại, hơi là mắc cỡ con hơn. Gái tí xíu. Đúng rồi, mỗi bạn một cá tính, con không thể nào giống các bạn khác được, bởi vì con là con. Tuy nhiên mình nói ở đây có nghĩa là các con về nếu muốn tiếp tục là một cái cặp đôi mà xuất sắc sau nhiều cái thời gian mình rèn luyện, thì mình phải rèn luyện nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không chỉ dừng lại ở trong cái giọng hát nha con. Đây là những cái bước đầu tiên, những cái viên đá đầu tiên để con đặt, để con xây cái ngôi nhà của con. Cho nên phải nhớ lời của các cô chú, cố gắng nhiều hơn nữa nha con. Cô vẫn rất là tin cặp đôi này nhiều lắm, cô tin tưởng ở tụi con nhiều lắm. Cho nên cố lên nha. Cảm ơn cô ạ. Mà chú hỏi thiệt là trong quá trình hai đứa tập với nhau á, là có giận hờn gì với nhau không? Không luôn. Đó bây giờ mặt tươi nè. Không hỏi thiệt. Tại vì chú Minh Sùi thấy con bước ra, trời ơi, người ta được gặp Hằng Nga là người ta thấy là một cái gì đó nó đẹp, nó tươi đúng không? Con ra thôi, xuống con ngồi con hát với bạn. Ôm một mối mơ. Rồi, con vậy luôn á. Nha, rút kinh nghiệm nha. Còn không thì cái này là cái hay nè. Về nhìn vô gương hát. Đúng không cô Trang? Về nhìn vô gương hát rồi con cười lên con hát thử coi, coi lúc đó cái mặt của con đẹp không. Con sửa khẩu hình của con lại ha, hoặc là con sửa cái tinh thần của mình lại tí xíu. Đúng đó, rồi. Tập nhiều lần thành thói quen. Đúng rồi, hoặc là trong mấy cái ngày mà đi lên tập sân khấu á, chắc chắn là các con sẽ được tập trên 2 lần. Dạ. Đúng không? Thì nói mẹ quay phim lại, xong rồi có một lần mình sẽ làm như thiệt, xong mẹ quay phim lại mình coi, mình biết là mình đang có cái vấn đề của mình nằm ở đâu để mình sửa nha con. Chứ con buồn mà cái mặt không có tươi, giống như là Hằng Nga mà bán bánh trung thu mà bị ế vậy. Bị sale mà... đại hạ giá. Hạ giá. Mua một tặng bốn, năm lần. Nó buồn phải không?
Nhưng mà cái hay là hôm nay là Đức Vĩnh Quỳnh Anh hát rock rồi đó nha. Chính xác, lên chính tới xác rồi. Rồi đó. Dạ, xin mời anh Hòa Nhật Nam ạ. Còn chú á, chú nhìn quanh chú rất là giận Vũ Đoàn. Vì sao? Vì cái tiết mục này gợi nhớ một tuổi thơ của chú. Mà nhìn quanh nó không có một cái lồng đèn nào là lồng đèn con cá cả. Bây giờ chú thông cảm đi, bởi vì bây giờ nó đã qua cái mùa đó rồi. Không phải, bây nhiều khi tìm đi khó lắm. Đi ra tiệm không có chú, giờ có mấy cái này thì mua mấy cái này thôi. Chưa kể mình khen tiết mục này cái là biết sao không? Bây giờ là đa số mà xài bằng pin rất nhiều. Mà em không thích con em xài bằng pin. Em thích con em xài giày nè. Chị cũng nó vậy. Mới đúng là cái lồng đèn của hồi xưa. Dấu dấu vô còn cái này cũng bằng pin ở trong mà dấu dấu vô. Tao ý là cái bằng cái giấy kiến này nè. Đúng, phải là cái này đúng anh. Mà cái này hồi xưa mà thời mà chú chơi á là phía bên trong là có gắn cái đèn lò nến xo, á. Cái lò xo để nó cài vô. Gắn cái nến. Gắn cái nến. Đúng rồi. Sau đó là gió thổi là mình cứ lấy một cái cây nhang mà nó có phát sáng đó là để châm vào. Vô. Và cái này là thắp sáng tuổi thơ biết bao nhiêu thế hệ luôn. Chính cho xác. Nên các con á là mùa trung thu phải chơi cái đèn này, không có chơi đèn bằng nhựa nghe chưa? Đúng rồi. Cái này là cái truyền thống của Việt Nam mình. Đó, và chú nhớ hồi nhỏ chú còn chơi đầu lân, chú làm lấy cái mền đó trùm phía sau để làm cái đuôi. Dạ đúng rồi. Đó, rồi còn cái đầu nhỏ rồi làm ông địa bắt đầu nhét quần áo vào để làm cái bụng bự. Yeah. Mà giống như chú Gia Bảo rồi, đâu cần phải nhét mền mà đâu. Đúng. Bây giờ là có sẵn rồi, không cần nữa. Đó thì cái tiết mục này rất dễ thương, ngoài nhắc đến hai cái nhân vật trong cổ tích là chú Cụi với là chị Hằng Nga ra thì hai con đã thể hiện được hai cái màu sắc của mình luôn. Cái gì đó rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào ở đoạn đầu và đoạn sau thì là một cái màu sắc gọi là rock, rất là tưng bừng, rất là máu lửa. Rồi chúc mừng hai con. Cảm ơn chú ạ. Hơi bóp mẹ nhỏ. Em nhớ không lầm là những cái tuần trước thì lúc mà ban giám khảo nhận xét, Đức Vĩnh cười lên. Vậy hả? Cười lên. Hôm nay cũng vậy. Lúc mà anh nói là cười tươi lên, vui lên. Cười tươi lên, nhưng mà nói trong miệng á chị. Em đứng đây em nghe, nhưng mà thật sự đúng rồi con. Đây, có Đức Vĩnh thì con cứ thoải mái đi, tại vì hai tụi con sẽ bổ trợ cho nhau, hiểu không? Mình là một cặp đôi, hai người tốt hơn một người chứ. Nha. Năng lượng chung, một tràng hô tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Sống vui hơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi. Sống ai chỉ bài và trách ta cứ dài, thì ta cũng chẳng ngại tuổi thanh xuân trôi mau. Chẳng yêu được gì đâu, hãy yêu một người và sống vui một đời. Cứ làm điều mình thấy vui. Bên sông giữa phố xa đông vui, tiếng xe xe tiếng nói lôi tôi bên sông với lớp tập TV, người đi qua nhau sẽ mỗi câu. Hôm nay tôi mình đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi mình đến những ngóc ngách thôn quê, giờ đây tôi cứ hết bao nỗi buồn say ba lô lên và đi, không nghĩ suy ô lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe khi đêm ba nỗi buồn là không gian.
làm đưa mình thấy xa xa ba con anh đang rất sâu ra đầu cứ làm đưa mình thấy đây. Wow, và đó chính là Kim Shibin và Cẩm Tú. Một tràng pháo tay thật lớn nào. Thank you bộ đoàn rất là nhiều. Trời ơi, hôm nay sắc màu rực rỡ quá đi. Rồi thích nhất là đi ở cái vùng đất nào nếu như con được đi du lịch, Kim Shibin? Dạ, nếu mà con đi du lịch thì con sẽ đi du lịch ở Hàn Quốc ạ. Trời, nó cười gì quê đúng không con? Rồi con gái. Dạ, con sẽ đi Mỹ. Đi Mỹ luôn? Là đi về bển là đi du học luôn hay là đi chơi thôi về? Dạ đi chơi rồi về. Rồi cũng được nha. Hôm nay là đi quá trời nơi rồi, quá là sôi động rồi. Bây giờ là phải trụ lại đây để lắng nghe chú Hoàng Nhật Nam chia sẻ làm sao. Chứ chú vui quá trời vui kìa. Mời chú ạ. À. Chú thấy Bin nhảy rất là mắc cười, rất là dễ thương. Dễ cưng lắm. Cái đoạn hai đứa cầm tay nhau để mà nhảy đó, khi vũ rất đáng yêu. Còn về phần hát thì chắc là chú sẽ nhường cho cô Trang với cô My sẽ góp ý. Nhưng mà một tiết mục rất vui, rồi chú cũng có nhún nhảy theo. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Dạ, cũng cảm ơn chú. À, xin mời cô Đoan Trang ạ. À. Cô rất là khen hai con là hai con có một điểm nổi trội hơn các bạn trong chương trình. Đó là hai con có vũ đạo cũng tốt. Nhất là Tú, con rất là nổi bật khi mà con nhảy. Còn trong giọng hát của hai con tuần này, phần hát của mình á, là đều hơn. Tuy nhiên cô vẫn tiếc á, là tụi con đồng âm nhiều quá. Với Bin á, thì... Cô vẫn thấy là con cũng cố gắng rất là nhiều ở bên, nhưng mà vẫn chưa có thoát ra hết cái tật của con á. Con hay nhìn xuống đất lắm. Cái đó là người ta sẽ đánh giá mình là mình không có dám nhìn thẳng lên trên, là mình thiếu tự tin, đúng không? Cho nên mình phải sáng lên bằng cái ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào bạn diễn, nhìn thẳng vào khán giả, nhìn vào ống kính máy quay nha con. Chúc hai đứa con là mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn nhiều nữa nha. Cảm ơn hai con. Cảm ơn cô. Dạ, tiếp tục luôn ạ. Xin mời Tommy. Cô xin nhận xét về bạn Cẩm Tú trước ha. Con thì có một cái chất giọng rất là sáng nè, chắc, khỏe. Và có một điều làm cô thích đó nữa là con hát rõ chữ nè. Phong cách biểu diễn rất là sành điệu và rất là chuyên nghiệp. Còn bạn Kim Chibin đáng yêu quá, nhìn ngây ngô, dễ thương. Con cũng có những cái điểm mạnh riêng của con, đó là cái nét ngây thơ, dễ thương lắm. Nhưng mà nhìn chung lại thì tiết mục của hai con là một tiết mục giải trí rất là nhiều, cô rất là thích. Dạ, con cảm ơn cô. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và ngày hôm nay tụi con khá là nổi bật trong những cái bộ trang phục này. Và chú tin là quý vị khán giả cũng sẽ rất là yêu thương tụi con với cái cá tính riêng của mình. Cố lên trong những tập tiếp theo nhé. Một tràng pháo tay thật lớn cho Kim Jimin và Cẩm Tú. Trời mai
là mẹ, mặt em trai son, mặt ngồi chứa điền. Mặt trời là cha, mặt đất là mẹ, mặt em trai son, mặt tôi chứa điền.